Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 230. Vô Biên nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng trong thời đại của ta, còn ai có thể so sánh với ta à? Hai người im lặng. Nói một hồi sao lại khoác lác rồi? Vô Biên lại nói, trong thời đại của ta, tất cả mọi người đều bị ta áp đảo, ta chính là vô địch. Thần Minh đột nhiên nói, vậy vì sao chủ nhân bút đại đạo lại vứt bỏ ông? Vô Biên lạnh lùng nói, lúc đó ông ta nghèo, không ai đọc, cho nên không viết nữa. Hai người không hiểu ông ta nói gì. Vô Biên cũng im lặng đi về phía xa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cực kỳ nghi hoặc. Chủ nhân bút đại đạo nghèo. Không thể nào. Đối với chủ nhân bút đại đạo, có lẽ tiền chỉ là một con số thôi mà. Sao y có thể nghèo được? Hai người đều thấy khó hiểu. Chẳng mấy chốc, ba người nhóm Vô Biên chủ đã đi vào trong bí cảnh. Tăng Vô Trần chừa một lát rồi nói, Kháo Sơn Vương. Vô Biên chủ lạnh nhạt đáp, Kháo Sơn Vương thì sao? Ta sợ hắn à, hả? Tăng Vô nhìn Vô Biên chủ, ta cũng không nói là ông sợ hắn. Vô Biên chủ lạnh nhạt nói, chúng ta làm chuyện của chúng ta, hắn làm chuyện của hắn, không liên quan đến nhau. Tăng Vô gật đầu, được. Lúc này Thần Minh đột nhiên nói, Vô Biên, Đan Tông Thượng Cổ này là một tông môn thế nào vậy? Vô Biên đáp, đây là một tông môn luyện đan, rất giàu có. Thần Minh hơi tò mò, sao bọn họ lại bị tiêu diệt thế? Vô Biên im lặng một lúc lâu mới nói, động phải người không nên động vào. Nghe vậy, Thần Minh và Tăng Vô đồng loạt nhìn về phía Vô Biên chủ. Vô Biên chủ hờ hững nói, không phải ta, còn nữa, ta chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý nào. Đừng xem ta như nhân vật phản diện thế. Hai người. Vô Biên nói tiếp, bọn họ động phải một vị trùm đạo cổ, bị vị đó tiêu diệt. Tăng Vô hơi tò mò, trùm đạo cổ. Vô Biên gật đầu, mỗi vị trùm đạo cổ đều sống ít nhất hơn 100 triệu năm. Bọn họ cắt đứt với mọi việc, trốn ở hư vô chi địa trong truyền thuyết. Tăng Vô nhíu mày, trốn. Vô Biên gật đầu, thực lực của bọn họ quá mạnh, có thể cảm nhận được chủ nhân bút đại đạo, mà chủ nhân bút đại đạo cũng kiểm soát bọn họ. Nếu tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ gặp phải rất nhiều hạn chế. Ví dụ như không thể giết người bừa bãi, không thể tàn sát. Mà bọn họ vì trốn trách sự kiểm soát của chủ nhân bút đại đạo sẽ trốn vào hư vô chi địa, đó là một vùng đất xám. Chủ nhân bút đại đạo gần như không đi đến đó, ở nơi đó, bọn họ khá là tự do. Tăng Vô hơi tò mò, ngay cả chủ nhân bút đại đạo cũng không thể đi đến hư vô chi địa này ư. Vô Biên nhìn Tăng Vô, là không muốn đi, không phải là không thể đi. Tăng Vô nói với giọng điệu nặng nề, nếu nói thế thì thực lực càng mạnh sẽ càng bị khống chế đúng không? Vô Biên gật đầu. Tăng Vô trầm giọng nói, chủ nhân bút đại đạo làm thế, chẳng lẽ không sợ sẽ khiến mọi người tức giận sao? Vô Biên lắc đầu, có rất nhiều người chống lại y, nhưng bây giờ y vẫn sống rất tốt. Dứt lời, ông ta nhìn về phía xa, năm đó vị trùm đạo cổ kia tiêu diệt Đan Tông Thượng Cổ, nhưng cũng phải trả giá rất thê thảm. Ông ta bị nhốt ở nơi này mãi mãi, linh hồn từng chút biến mất. Đã nhiều năm như thế, cũng không biết người này đã chết chưa. Tăng Vô nói với giọng điệu nặng nề, cũng có rất nhiều người hay tàn sát, nhưng hình như đều không bị làm sao cả, vì sao? Vô Biên nhìn Tăng Vô, đều là nhân quả, không phải không có báo ứng, chỉ là chưa đến lúc. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi tới trước một tòa đại điện, mà lúc này, mấy người nhóm Diệp Huyên cũng đang ở đó. Thấy ba người nhóm Vô Biên, trong mắt mấy người Ngụy Lam đều lộ vẻ ngạc nhiên. Phải biết rằng, ngoài ba thế lực lớn, những người khác hoàn toàn không thể đi vào nơi này. Diệp Huyên nhìn Vô Biên chủ, cười nói, Vô Biên, ông đến đây làm gì? Vô Biên lạnh lùng hỏi, liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyên cũng không tức giận, hắn chỉ vào cửa đại điện trước mặt, nơi này có cấm chế, ông có thể phá không? Vô Biên lạnh nhạt đáp, không thể. Nói xong, ông ta đi sang một bên ngồi xuống. Phá trận cho ngươi. Mơ đẹp quá. Diệp Huyên cạn lời. Hắn biết chắc chắn Vô Biên này có thể phá, thực lực của ông ta rất đáng sợ. Lúc này, Ngụy Lam nhìn Vô Biên, sau đó hỏi, các hạ là?
Vô Biên chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì. Ngụy Lam hơi nhíu mày, Diệp Huyên chợt cười nói, Lam điện hạ đừng nên gây chuyện với người này. Ngụy Lam nhìn Diệp Huyên, vì sao? Diệp Huyên cười đáp, nghe lời ta là được. Ngụy Lam ngây người, sau đó nét mặt trở nên hơi kỳ lạ. Lúc này, của đại điện phía xa đột nhiên rung lên, một khắc sau, khí thế đáng sợ xông ra từ trong điện, sau đó, một hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy hư ảnh này, sắc mặt Ngụy Lam lập tức trở nên nặng nề, đây là dược nhân do Đan Tông thượng cổ luyện chế, mọi người cẩn thận. Nàng ta vừa dứt lời, xung quanh chợt xuất hiện thêm hơn 100 dược nhân. Mỗi dược nhân có thực lực thấp nhất cũng là thần đạo cảnh. Dược nhân dẫn đầu kia còn là cường giả vị chi cảnh. Thấy đội hình này, sắc mặt mọi người xung quanh lập tức trở nên khó coi. Còn Diệp Huyên thì bình tĩnh đi tới bên cạnh Vô Biên Chủ, Vô Biên Chủ nhìn hắn, ngươi làm gì đấy? Diệp Huyên cười đáp, nơi này an toàn hơn. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, sau đó đi tới một bên khác. Diệp Huyên. Nhìn thấy Vô Biên Chủ đi sang nơi khác, Diệp Huyên cạn lời. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt đám Ngụy Lam đều vô cùng nặng nề, bọn họ không ngờ rằng ở đây lại có nhiều dược nhân đến vậy. Hơn nữa thực lực còn vô cùng cường hãn. Thật khó tin. Đúng lúc này, dược nhân dẫn đầu ở phía xa lên tiếng, nơi này không chào đón người ngoài. Ngụy Lam trầm giọng hỏi, tiền bối, chẳng lẽ mọi người không muốn thoát khỏi khó khăn sao? Nếu muốn, đại ngụy ta có thể giúp các vị một tay. Nghe vậy, Sở Phong của Phàm Tông và kiếm tu cả Ngân Hà Minh bên cạnh đều cau mày. Ngụy Lam lập ra một kế hoạch rất hay. Nếu có thể thu phục được những dược nhân này thì thực lực của đại ngụy sẽ tăng lên một bậc. Hơn nữa có khả năng còn thuận thế nhận được truyền thừa và thần vật của cả Đan Tông. Vì vậy, Sở Phong cũng nói ngay, Phàm Tông ta cũng bằng lòng giúp các vị một tay. Kiếm tu của Ngân Hà Minh không nói gì, nhưng vẻ mặt lại rất cảnh giác. Lúc này, dược nhân đi đầu chợt nói, thật chứ? Nghe vậy, Ngụy Lam lập tức híp mắt, đương nhiên. Dược nhân trầm giọng bảo, nếu cô có thể giúp chúng ta ra khỏi nơi này thì chúng ta sẵn sàng đầu hàng, không chỉ như vậy, chúng ta còn đồng ý giao ra mọi truyền thừa và thần vật của Đan Tông. Trong mắt Ngụy Lam thoáng qua vẻ hưng phấn, các hạ nói thật chứ? Dược nhân gật đầu, đương nhiên rồi. Ngụy Lam đang định nói thì người đàn ông áo trắng bên cạnh nàng ta đã dùng huyền khí truyền âm tới, các hạ cẩn thận một chút. Ngụy Lam nhìn dược nhân nơi xa, ta biết, nhưng ta muốn cược một lần. Nếu thật sự có thể thu phục được những dược nhân này thì không chỉ nâng cao được thực lực của đại ngụy, mà địa vị của nàng ta ở đại ngụy cũng sẽ càng thêm vững chắc. Hiện tại ở đại ngụy tuy nàng ta được xưng là công chúa điện hạ có thực lực nhất, nhưng nàng ta cũng chỉ là công chúa mà thôi. Lúc này, dược nhân kia lại lên tiếng, nơi này có một phong ấn này giam giữ yêu hồn của chúng ta, nếu mọi người giúp chúng ta phá bỏ được phong ấn thì chúng ta bằng lòng đi theo cả đời. Ngụy Lam lập tức nói, mời các hạ dẫn chúng ta tới chỗ phong ấn đó. Dược nhân gật đầu, đi theo ta. Nói xong y đi về một hướng. Mà những dược nhân xung quanh cũng lần lượt lui sang một bên. Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ, vẻ mặt ông ta bình tĩnh như nước. Diệp Huyên chớp mắt, Vô Biên. Vô Biên Chủ lập tức nói, chúng ta không quen biết, cảm ơn. Nói xong ông ta đi về phía dược nhân phía xa kia. Lúc này Tăng Vô đột nhiên cười nói, Kháo Sơn, ồ không, Diệp công tử, chào cậu. Diệp Huyên nhìn Tăng Vô mỉm cười chắp tay nói, Diệp công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên cười, tiền bối, sao mọi người lại tới đây vậy? Tăng Vô nhìn về phía xa rồi nói, Vô Biên nói ông ấy có một món thần vật ở đây, hôm nay ông ấy đến lấy. Thần vật? Diệp Huyên hơi tò mò, thần vật gì vậy? Tăng Vô lắc đầu, điều này thì ta không biết, nhưng Diệp công tử phải cẩn thận một chút, nơi này có phong ấn một con quái vật khổng lồ viễn cổ tuyệt thế, người phong ấn nó là chủ nhân bút đại đạo, Diệp công tử phải thật cẩn thận nhé. Quái vật khổng lồ viễn cổ. Diệp Huyên nhẹ gật đầu, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Tăng Vô cười, đều là người một phe, khách sáo làm gì? Hả? Người một phe? Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này Tăng Vô lại nói, Diệp công tử, chúng ta mau đi thôi.
Nói xong ông ta và thần minh đang hơi ngơ ngác cùng đi về nơi xa. Diệp Huyên vẫn hơi mờ mịt. Người một phe. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều, dẫn theo đan thần đi tới. Trên đường đi, đan thần thấp giọng nói, Diệp công tử, nơi này thật kỳ quái. Diệp Huyên gật đầu, hắn cũng cảm nhận được nơi này không đơn giản, nhất là những dược nhân này. Trực giác mách bảo hắn rằng có chuyện không ổn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đi tới bên Ngụy Lam hạ giọng bảo, công chúa điện hạ, đám dược nhân này có vấn đề, đừng quá tin tưởng họ. Ngụy Lam nhìn Diệp Huyên, cười bảo, ta biết, nhưng ta vẫn muốn đánh cược. Nhiều khi cơ hội đều đến từ đánh cược. Diệp Huyên im lặng. Hắn còn có thể nói gì được nữa. Lúc này, dược nhân phía xa đột nhiên dừng lại, họ đã tới trước một bức tường núi dài gần vạn trượng, chính giữa có một chữ đạo cực lớn. Thấy chữ này, vô biên chủ chợt nhíu mày. Lúc này, dược nhân đi đầu chợt quay lại nhìn Ngụy Lam, trong bức tường núi này có một cấm chế phong ấn cường đại, xin các vị hãy giúp chúng ta phá giải phong ấn. Ngụy Lam nhìn tường núi, nhìn thấy chữ đạo cực lớn ấy, trong lòng nàng ta cũng dâng lên chút bất an. Sở Phong bên cạnh nàng ta cũng vậy. Thấy hai người im lặng, dược nhân đi đầu lên tiếng, sao thế? Ngụy Lam trầm giọng hỏi, không biết chữ này là do ai để lại vậy? Dược nhân đáp, một tu sĩ thượng cổ. Ngụy Lam khẽ chau mày, tu sĩ thượng cổ. Dược nhân gật đầu, sau đó xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn ta nhìn mọi người đang có mặt rồi bảo, mọi thứ của Đan Tông đều ở trong chiếc nhẫn này. Ai giúp chúng ta thoát khỏi đây thì ta sẽ tặng chiếc nhẫn này cho người đó. Nhìn thấy chiếc nhẫn chứa đồ, ánh mắt Ngụy Lam và Sở Phong đều trở nên nóng rực. Nhưng người đàn ông của hệ Ngân Hà lại bình tĩnh lạ thường, suốt chặng đường, hắn ta chỉ lẳng lặng quan sát, không nói lời nào. Ánh mắt Ngụy Lam cũng dần bình tĩnh trở lại, nàng ta nhìn bức tường núi nơi xa, Diệp công tử, ta muốn nghe ý kiến của cậu. Diệp Huyên nhìn Ngụy Lam, ý kiến của ta là bây giờ Ngụy Lam cô nương hãy đi đi. Ngụy Lam quay đầu nhìn Diệp Huyên cười bảo, đây là ý kiến của ta. Ngụy Lam im lặng hồi lâu mới hỏi, tại sao? Diệp Huyên cười đáp, nơi này quá phức tạp, cô không kiểm soát được đâu. Ngụy Lam khẽ mỉm cười, ta vẫn muốn đánh cược một phen. Nói rồi nàng ta nhìn bức tường xa xa, khẽ nói, nơi này đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng cũng tượng trưng cho cơ hội. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Sở Phong bên cạnh lại lên tiếng, Diệp công tử, ngươi nói điện hạ không thể kiểm soát, vậy ngươi thì sao? Ngươi có kiểm soát được không? Hay là ngươi muốn khuyên chúng ta rời đi, sau đó một mình độc chiếm hết bảo vật ở nơi này? Tăng Vô lên tiếng, vị công tử này, cậu nói gì vậy? Nếu Diệp công tử muốn độc chiếm truyền thừa của nơi này thì đó chẳng phải chuyện rất đơn giản sao? Cậu ấy chỉ cần một câu nói thôi. A. À. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở Phong nhìn Tăng Vô, chỉ cần một câu nói. Ta biết hắn có quan hệ với chủ nhân bút đại đạo, nhưng hắn không phải chủ nhân bút đại đạo, cho dù là chủ nhân bút đại đạo thì cũng không phải vô địch. Tăng Vô nhìn Sở Phong, có thể chủ nhân bút đại đạo không vô địch. Nhưng Diệp công tử thật sự là vô địch. Vô địch. Sở Phong lắc đầu cười, thật hoang đường, quá là nực cười. Tăng Vô nhíu chặt lông mày. Tại sao mình nói thật mà không ai tin vậy? Chẳng lẽ những người này không biết người xuất gia đều không nói dối? Lúc này, Sở Phong lại cười bảo, ta quên mất, nếu Diệp công tử đã có mặt mũi đến vậy thì mời Diệp công tử biểu diễn đi. Đây mới là mục đích thực sự của hắn ta. Cố ý khiêu khích Diệp Huyên, để Diệp Huyên thăm dò phong ấn này trước. Diệp Huyên nhìn Sở Phong rồi bảo, vô biên chủ ở đây, ta không dám lỗ mãng. Nói xong hắn nhìn sang vô biên chủ bên cạnh. Vô biên chủ nhíu mày. Mà Sở Phong cũng lập tức nhìn sang vô biên chủ, ông không phải người của ba thế lực lớn. Vô biên chủ thẳng thừng phớt lờ Sở Phong. Sở Phong còn định nói gì đó thì vô biên chủ đã nói, không nhìn ra à. Hắn đang cố ý khiến ngươi khiêu khích ta, sau đó để ta kết liễu ngươi. Sở Phong sửng sốt nhìn Diệp Huyên cười bảo, ta không có ý này. Sở Phong lạnh lùng nhìn Diệp Huyên và vô biên chủ, hai người là cùng một phe. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, tùy ngươi nói thế nào cũng được.
Vô biên chủ cau mày. Thấy Diệp Huyên không bị khích tướng, nét mặt Sở Phong lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyên nhìn Ngụy Lam và Sở Phong, khẽ thở dài, hai vị, thứ cho ta nói thẳng, hai người muốn truyền thừa này nhưng lại đều không muốn làm trước, sợ người khác được lợi. Vừa nói hắn vừa lắc đầu, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Thực ra hắn đã nhìn ra được chữ lớn kia là do chủ nhân bút đại đạo để lại. Đã là chữ do chủ nhân bút đại đạo để lại thì dễ đối phó rồi. Nhưng bây giờ hắn không muốn phá giải phong ấn này, bây giờ mà phá giải phong ấn, có được truyền thừa của Đan Tông thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Lúc này Sở Phong lại nói, Diệp huynh quen chủ nhân bút đại đạo, mà thế gian này do chủ nhân bút đại đạo quản lý, vậy nên chắc chắn Diệp huynh có cách phá giải phong ấn này, đúng không? Nghe câu này, mấy người đang có mặt đều nhìn Diệp Huyên. Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Huyên gật đầu, người nói rất đúng. Mọi người đều sững sờ. Sở Phong cũng sửng sốt, hắn ta không ngờ Diệp Huyên lại thẳng thắn thừa nhận. Diệp Huyên đột nhiên cười bảo, đúng là ta có thể phá giải phong ấn này, nhưng điều này có liên quan gì đến ngươi không? Sở Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, Diệp công tử muốn độc chiếm sao? Diệp Huyên cười, ta muốn độc chiếm đấy, ngươi làm gì được ta? Mọi người. Sở Phong nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu cười nói, vốn định khiêm tốn một chút, nhưng ngươi lại cứ bắt lão tử phải chơi những trò bẩn thỉu ở đây, ngươi nhìn đi. Nói rồi hắn bước tới trước bức tường núi, nhìn chữ lớn đó rồi nó, nể mặt muội muội ta đi. Nể mặt muội muội ta đi. Nghe thấy câu này của Diệp Huyên, mí mắt Vô Biên chủ giật giật. Mẹ kiếp. Lại nữa. Tên này lại chơi chiêu này. Đúng là ngông cuồng. Mà khi Diệp Huyên nói ra câu đó, nơi đây không có chút phản ứng nào. Sở Phong mỉa mai, nể mặt muội muội ngươi, xem ra mặt mũi của muội muội ngươi cũng chẳng lớn lắm, ngươi. Đúng lúc này, bức tường núi chợt khẽ rung, rất nhanh, chữ đạo dần dần biến mất. Thấy vậy, vẻ mặt Sở Phong cứng đờ. Mấy người đang có mặt cũng đều ngỡ ngàng. Chẳng mấy chốc, chữ đạo kia từ từ biến mất trong mắt mọi người. Lúc này Diệp Huyên nhìn dược nhân bên cạnh, nhẫn chứa đồ. Dược nhân im lặng, Diệp Huyên nhìn thẳng vào dược nhân, chỉ có ta chơi người khác chứ chưa có ai dám chơi ta đâu, người có muốn làm người đầu tiên không? Mọi người, lúc này, dược nhân để chợt bảo ta muốn thử làm người đầu tiên. Quả nhiên là có âm mưu. Diệp Huyên cũng không bất ngờ, bởi đã nằm trong dự đoán của hắn. Diệp Huyên mỉm cười nhìn Vô Biên chủ. Vô Biên chủ nhàn nhạt nói, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, giúp ta đánh hắn một trận. Mặt Vô Biên chủ đầy vạch đen, liên quan gì đến ta? Chẳng phải ngươi có muội muội sao? Ngươi gọi muội muội ngươi đi. Diệp Huyên thản nhiên nói, Vô Biên, ta không gọi muội muội, đó là vì tốt cho ông. Vô Biên nhíu mày. Diệp Huyên lại bảo, ông thật sự muốn muội muội ta xuất hiện ở đây à? Nghe vậy, vẻ mặt Vô Biên lập tức trở nên khó coi. Nhưng mà ông ta cũng thực sự không muốn gặp muội muội của Diệp Huyên. Người phụ nữ đó giết người trước nay đều tùy thuộc vào tâm trạng. Lúc này, dược nhân chợt lên tiếng, có vẻ ông ta không giết được chúng ta đâu. Nghe vậy, Vô Biên lập tức nhíu mày, nhìn dược nhân rồi bảo, ai cho ngươi tự tin vậy? Vẻ mặt dược nhân không cảm xúc, ông thử xem. Vô Biên vung tay phải lên. Dược nhân còn chưa phản ứng lại thì đã bị một trường tiêu diệt. Biến mất hoàn toàn. Dược nhân. Vẻ mặt Vô Biên không có cảm xúc gì, cái quái gì vậy? Ngụy Lam và Sở Phong nhìn Vô Biên, trong mắt có thêm sự nặng nề. Xiết trong một giây. Người trước mặt này có thể giết được cường giả đẳng cấp vị chi cảnh chỉ trong một giây. Đúng lúc này. Một hư ảnh đột nhiên bay ra từ trong bức tường núi. Trong phút chốc, một luồng uy áp vô hình bao phủ toàn bộ mọi người đang có mặt. Cảm nhận được luồng uy áp này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ngay cả Diệp Huyên cũng trở nên nghiêm túc. Mạnh quá! Dược nhân vừa nãy cũng rất mạnh, nhưng ở trước luồng uy áp này thì chỉ như giọt nước tràn vào đại dương bao la, căn bản không thể so sánh. Đây hẳn là thế lực khổng lồ viễn cổ kia.
Lúc này hư ảnh ấy dần dần rõ nét hơn. Là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, dáng người thẳng tắp, gương mặt chữ điền, vẻ mặt lộ rõ vẻ thù địch. Sau khi đi ra, người đàn ông trung niên tham lam hít thở thật sâu, rất nhiều năm rồi. Mọi người nhìn người đàn ông trung niên với vẻ mặt cực kỳ cảnh giới. Lúc này, người đàn ông trung niên quay sang nhìn Vô Biên, tuy hắn là nô bộc của ta, nhưng không phải ai cũng có thể giết được. Vô Biên chủ nhìn người đàn ông trung niên, rác rưởi. Rác rưởi. Lời này vừa thốt ra, mấy người đang có mặt đều sửng sốt. Nhưng người đàn ông trung niên lại cười lớn, ha ha, rác rưởi. Vô số năm nay, đây là lần đầu tiên có người mắng ta, ha ha. Vô Biên lắc đầu, ta ghét nhất là những kẻ tự cho rằng mình vô địch như các ngươi đấy. Đừng tưởng ngươi có chút thành tựu thì ghê gớm lắm, người lợi hại hơn các ngươi nhiều vô số kể nhé. Người đàn ông trung niên cười khẽ, ngươi đang dạy ta làm người đấy à? Vô Biên chủ đột nhiên biến mất. Bùm! Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng trắng lập tức bao phủ hắn và người đàn ông trung niên. Đùng đoàng! Trong mắt mọi người, luồng ánh sáng ấy đột nhiên bộc phát ra luồng khí thế đáng sợ. Một lát sau, Vô Biên chủ xuất hiện, người đàn ông trung niên kia cũng xuất hiện, mà lúc này ông ta đã chỉ còn lại linh hồn, không chỉ vậy cổ họng ông ta còn bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy. Vô Biên chủ nhìn người đàn ông trung niên, bây giờ đã biết bản thân yếu thế nào rồi chưa? Trong mắt người đàn ông trung niên tràn đầy vẻ khó tin, rốt cuộc ông là ai? Vô Biên chủ hờ hững trả lời, Vô Biên. Người đàn ông trung niên gầm lên, trên thần bảng viễn cổ không có tên ông. Vẻ mặt Vô Biên chủ bình tĩnh, hổ với kiến đi tranh giành vị trí với nhau à? Mọi người! Vô Biên chủ lại nói, bị phong ấn bao nhiêu năm cũng không học được cách khiêm tốn, đầu óc ngươi làm bằng gì đấy? Nói xong ông ta lắc đầu, dưới tình huống bình thường, ngươi được ra đây thì nên hiểu rõ một chuyện, vì sao ngươi có thể ra được? Vì sao hả? Người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên khẽ cười, ta chỉ là một người bình thường. Người đàn ông trung niên im lặng. Bây giờ ông ta đã bắt đầu bình tĩnh lại. Vô Biên chủ lại nói, người bị chủ nhân bút đại đạo phong ấn bao nhiêu năm không thể ra ngoài, nhưng chỉ cần một câu nói của người khác là ngươi đã có thể ra được. Dùng đầu heo của ngươi suy nghĩ đi. Người đàn ông trung niên lập tức cung kính cúi đầu với Diệp Huyên, công tử, vừa rồi là ta thất lễ. Ông ta vẫn chưa muốn chết. Ông ta không sợ chết, nhưng cũng không thể vừa ra đã chết ngay được. Diệp Huyên không nói gì. Hắn biết đối phương đang cầu xin mình tha mạng. Nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, hắn không dám đảm bảo liệu sau này ông ta có dở trò gì hay không. Như biết Diệp Huyên nghĩ gì, người đàn ông trung niên vội vàng nói, nếu như công tử có thể lên tiếng cứu giúp thì ta nhất định sẽ sống chết đi theo. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, thư viện của ta đang thiếu một người làm việc, ông có đồng ý không? Người đàn ông trung niên nói ngay, đồng ý. Diệp Huyên gật đầu, ông có thể không chết nữa rồi. Người đàn ông trung niên. Vô Biên nhìn Diệp Huyên rồi quay người lại nhìn một tòa đại điện đổ nát phía xa, Dược Tôn, ra đây đi. Vừa dứt lời, một ông lão chậm chậm bước ra. Dược Tôn. Người từng là tông chủ của Đan Tông. Đương nhiên bây giờ ông ta chỉ còn lại một tia tàn hồn. Nhìn thấy Vô Biên, Dược Tôn cười khổ, Vô Biên chủ. Vẻ mặt Vô Biên bình tĩnh, năm xưa ta và tổ tiên của ngươi từng kết thiện duyên, vì thế ta cho ông ta mượn một vật, bây giờ các ngươi nên trả lại rồi đấy. Dược Tôn cười khổ. Vô Biên nói, trả ta đi. Dược Tôn im lặng một lúc rồi xòe tay. Một chiếc tiểu đỉnh màu đen từ từ bay đến trước mặt Vô Biên. Thần đỉnh đại đạo. Ngụy Lam ngạc nhiên thốt lên. Vô Biên nhìn Ngụy Lam, không ngờ cô lại biết đỉnh này. Ngụy Lam trầm giọng nói, năm xưa chủ nhân bút đại đạo tạo ra 6 thần vật chí cao ở phàm giới, đỉnh đại đạo là một trong số đó, không ngờ vật này lại thuộc về tiên sinh. Nghe lời này của Ngụy Lam, mắt đan thần lập tức sáng rực. Thần đỉnh đại đạo. Đây là vạc luyện đan cực phẩm đấy. Bởi vì do chủ nhân bút đại đạo tạo ra, nên mỗi viên đan dược luyện ra đều sẽ có đan vân đại đạo. Mà có đan vân đại đạo này gia trì,
công hiệu của đan dược ít nhất sẽ tăng lên gấp 10 lần. Hiện giờ cuối cùng nàng ấy cũng biết vì sao đan tông thượng cổ có thể trở thành tông môn luyện đan số 1 năm đó rồi. Ở phía xa, Vô Biên cất thần đỉnh đại đạo, quay người rời đi. Lúc này, Dược Tôn chợt nói, tiên sinh xin dừng bước. Vô Biên quay lại nhìn Dược Tôn, Dược Tôn suy nghĩ một chút rồi bảo, theo ta được biết, tiên sinh không hứng thú với luyện đan, đúng không? Vô Biên gật đầu. Dược Tôn trầm giọng nói, ta muốn dùng tất cả số tiền tiết kiệm của đan tông để đổi lấy chiếc đỉnh này. Vô Biên chủ im lặng. Dược Tôn cười khổ, không phải ta tham chiếc đỉnh này, mà là... Nói rồi ông ta nhìn đan thần bên cạnh, ta muốn tặng nó cho cô nương này. Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn đan thần. Hiển nhiên là Dược Tôn đã ưng ý đan thần. Bây giờ đan tông đã hoàn toàn bị tiêu diệt, đương nhiên ông ta muốn để lại truyền thừa cho đan tông, để thuật luyện đan của đan tông được truyền tiếp, mà đan thần trước mặt là ứng cử viên thích hợp nhất. Nghe lời này của Dược Tôn, đan thần vội vàng hành lễ, cảm ơn ý tốt của tiền bối, chỉ là thứ này thực sự quá chân quý, ta. Lúc này, Phổ Biên đột nhiên nói, ta đồng ý. Nghe vậy, mọi người đều nhìn sang, Phổ Biên xòe lòng bàn tay, thần đỉnh đại đạo từ từ bay đến trước mặt đan thần. Đan thần sửng sốt. Diệp Huyên vội nói, còn không mau cảm ơn Vô Biên chủ đi. Đan thần vội cất thần đỉnh đại đạo, hơi cúi đầu nói, cảm ơn tiên sinh. Diệp Huyên cũng nói, Vô Biên, cảm ơn ông nể mặt ta. Vô Biên chủ khẽ nhíu mày. Cái quái gì vậy? Ông ta nể mặt đan thần, vì ông ta đã nhìn ra sự phi thường của đan thần, mà Diệp Huyên nói thế này thành ra ân tình của ông ta đã hoàn toàn biến thành của hắn. Cái quái gì thế? Đan thần cười nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn Vô Biên chủ, đan thần sẽ ghi nhớ ân tình này của tiên sinh. Vô Biên chủ xua tay, cô hợp với nó hơn ta, còn chuyện ân tình, ta tên Vô Biên, cô nhớ chưa? Đan thần. Vô Biên lại nói, ta đi đây. Nói xong ông ta quay người rời đi. Tăng Vô vội nói, tiền của đan tông đâu? Vô Biên chợt nhớ ra, quay đầu lại nhìn Dược Tôn khẽ cười, xòe tay ra. Một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt Vô Biên. Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ, Vô Biên, ai thấy cũng có. Nhưng Vô Biên lại cất nhẫn chứa đồ đi rồi lập tức biến mất. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mẹ kiếp! Ông ta chạy rồi. Lúc này, Tăng Vô nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, gặp lại sau nhé. Nói xong ông ta và thần minh quay người rời đi. Dược Tôn từ tốn đi tới trước mặt đan thần, xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt đan thần, trong nhẫn chứa đồ đều là dược liệu chân quý được đan tông ta siêu tầm cả đời, ngoài ra còn có rất nhiều phương pháp luyện đan và công thức, bây giờ nó đều là của cô. Đan thần cất nhẫn chứa đồ đi, cung kính nói cảm ơn sư tôn. Sư tôn. Lời này vừa dứt, Dược Tôn ngẩn ra, sau đó ông ta cười lớn, dần dần linh hồn bắt đầu trở nên mờ ảo. Ngay sau đó, Dược Tôn hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, đám dược nhân đột nhiên đi tới trước mặt đan thần rồi chậm rãi quỳ xuống, bái kiến tông chủ. Tông chủ, là chiếc nhẫn chứa đồ Dược Tôn đưa cho đan thần không phải nhẫn chứa đồ bình thường, mà nó còn tượng trưng cho một thân phận khác. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt nhóm Ngụy Lam hiện rõ vẻ hâm mộ không thể che giấu. Người chiến thắng lớn nhất lần này là đan thần. Đương nhiên còn có cả Diệp Huyên. Mặc dù Diệp Huyên không có truyền thừa của đan tông, nhưng hắn có được một trợ thủ siêu cấp. Bá chủ viễn cổ. Bá chủ viễn cổ từ đầu đến cuối đều im lặng. Diệp Huyên nhìn rồi mỉm cười, nếu tiền bối không muốn ở lại thư viện của ta thì có thể đi, ta không ngăn cản. Bá chủ viễn cổ im lặng một lát rồi đáp, ta sẽ giữ lời hứa, cả đời chỉ đi theo Diệp công tử. Diệp Huyên cười, ta không ngăn cản ông đâu, ta nói nghiêm túc đấy. Bá chủ viễn cổ do dự một lúc rồi nói, thật chứ? Diệp Huyên nhìn ông ta, cách đây không lâu cũng có một người như vậy, ta cứu hắn nhưng hắn thất hứa. Ông có biết sau đó thế nào không? Bá chủ viễn cổ lắc đầu. Diệp Huyên cười nhẹ, mộ của hắn chắc đã mọc cỏ rồi. Vẻ mặt bá chủ viễn cổ cứng đờ. Nghe Diệp Huyên nói vậy, bá chủ viễn cổ bất lực cười khổ. Ông ta không cảm thấy Diệp Huyên đang dọa mình. Ông ta không phải người bình thường,
đương nhiên có thể nhìn ra được Diệp Huyên cũng không hề đơn giản. Ông ta là bá chủ viễn cổ, là sự tồn tại cực kỳ ít ỏi trên thế gian, mà ông ta suýt nữa đã bị người đàn ông tên Vô Biên khi nãy giết chết trong một giây. Mà thái độ của người đàn ông tên Vô Biên ấy với Diệp Huyên là dè chừng sợ hãi. Điều quan trọng nhất là như Vô Biên nói, ông ta bị nhốt ở đây đã nhiều năm, mà một câu của Diệp Huyên đã cứu được ông ta ra. Một câu nói, người mà đến chủ nhân bút đại đạo cũng phải nể mặt. Nghĩ đến đây, ông ta khẽ mỉm cười, Diệp công tử yên tâm, ta là người luôn giữ lời hứa, ta đã nói đi theo Diệp công tử thì nhất định sẽ đi theo Diệp công tử, không bao giờ nuốt lời. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, 10 năm. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, hắn cười bảo, không cần lâu quá đâu, đi theo ta 10 năm là được rồi. 10 năm sau ông sẽ lại được tự do. Người đàn ông hơi do dự, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, ta cũng nói lời giữ lời. Người đàn ông lập tức cười đáp, ta tin công tử. Diệp Huyên khẽ gật đầu, quay lại nhìn đan thần rồi bảo, đan thần cô nương, chúng ta đi thôi. Đan thần gật đầu, được. Nói xong nàng ấy nhìn Ngụy Lam điện hạ, xin lỗi, ta không thể gia nhập đại ngụy được rồi. Ngụy Lam nhìn Diệp Huyên rồi cười đáp, ta có thể hiểu được. Đan thần gật đầu, đan thần sẽ ghi nhớ lời mời của cô nương. Nghe vậy, Ngụy Lam bật cười, không cần khách sáo, chúng ta cùng trạc tuổi, từ nay về sau chúng ta gọi nhau là tỉ muội đi. Đan thần hơi giật mình, sau đó cười trả lời, được. Đương nhiên nàng ấy hiểu được ý của Ngụy Lam, mà điều này đối với nàng cũng không phải chuyện xấu. Thấy đan thần đồng ý, Ngụy Lam càng cười sán lạn hơn. Đan thần có được truyền thừa của đan tông thượng cổ. Còn có được thần khí chí cao trong truyền thuyết, có thể nói sau này đan thần sẽ là một nhà luyện đan siêu cấp, người thế này bây giờ không lôi kéo thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Điều đáng tiếc duy nhất là đan thần không gia nhập đại ngụy. Nếu không địa vị của nàng ta ở đại ngụy sẽ tăng lên ngay lập tức. Rất bất đắc dĩ. Bởi vì nàng ta không dám cướp người với Diệp Huyên. Bên cạnh Diệp Huyên bây giờ có một cường giả siêu cấp với thực lực không rõ. Nghĩ đến đây, Ngụy Lam nhìn Diệp Huyên cười bảo, Diệp công tử, vậy chúng ta tạm biệt tại đây nhé. Nhưng Diệp công tử vẫn phải cẩn thận một chút, đan thần cô nương đi theo cậu, ta sợ vẫn sẽ có phiền phức đấy. Bá chủ viễn cổ bình tĩnh nói, ai dám gây sự với Diệp công tử. Ngụy Lam nhìn bá chủ viễn cổ ấy, khẽ cười nói, có tiên sinh ở đây đương nhiên không ai dám. Hai vị bảo trọng. Nói xong nàng ta và Bạch Y quay người rời đi. Sở Phong ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, cũng không dám nói lời nào, xoay người rời đi. Lúc này, kiếm tu của hệ Ngân Hà chậm rãi đi tới trước mặt đan thần, còn chưa lên tiếng đan thần đã cười nói, ta đã quyết định gia nhập Thư viện Quan Huyên rồi. Thư viện Quan Huyên. Kiếm tu im lặng giây lát rồi bảo, tùy cô. Nói xong kiếm tu quay người rời đi. Đan thần quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, Diệp công tử. Ta có thể gia nhập Thư viện Quan Huyên không? Diệp Huyên nhếch môi cười, đương nhiên là được, bắt đầu từ bây giờ cô sẽ là viện chủ của đan viện. Đan thần khẽ cười, cảm ơn. Nàng ấy biết hiện giờ mình có được truyền thừa của đan tông thượng cổ, nếu không tìm một thế lực mạnh thì nàng sẽ chẳng thể sống sót. Mà Diệp Huyên rất phù hợp. Diệp Huyên dẫn đan thần và bá chủ viễn cổ về phàm giới. Mà Diệp Huyên cũng không rảnh rỗi. Hắn lập tức tìm kiếm nhân tài khắp nơi, chuẩn bị mở thư viện. Trong điện, một người mặc áo đen đứng trước mặt Diệp Huyên, người này chính là ám quân, nhân tài đắc lực của Tần Quan. Diệp Huyên đã điều hắn ta tới đây. Diệp Huyên cười bảo, dạo này tiểu quan vẫn ổn chứ? Ám quân gật đầu, cung kính thưa, các chủ vẫn ổn, chỉ là hơi bận thôi ạ. Dạo này nàng ấy tham gia rất nhiều hạng mục, vì thế rất bận rộn. Bận. Diệp Huyên lắc đầu cười, nàng ấy vẫn luôn rất bận. Ám quân nói, trước khi tới các chủ có dặn khi nào nàng ấy hết bận sẽ tới tìm công tử. Diệp Huyên gật đầu, được. Không có Tần Quan, hắn cũng hơi không quen. Ám quân nói tiếp, Diệp Thiếu, chúng ta mở thư viện ở phàm giới, vấn đề lớn nhất không phải người cũng không phải tiền, mà là hai thế lực siêu cấp ở phàm giới. Diệp Huyên hỏi, Phàm Tông và Liên minh Ngân Hà à? Ám quân gật đầu, ta tìm hiểu rồi, hai thế lực này không như đại ngụy,
Đại Ngụy ở nơi khác và không có ý bành trướng, nhưng ý đồ của hai thế lực này thì rất rõ ràng, họ đều có ý muốn làm bá chủ. Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy vẫn phải cẩn thận Đại Ngụy nhất. Ám quân nhìn Diệp Huyên cười bảo, không có ý làm bá chủ mới là đáng sợ nhất. Ám quân trầm giọng nói, ý Diệp Thiếu là có thể bọn họ đang che giấu dã tâm. Diệp Huyên gật đầu, sở dĩ liên minh Ngân Hà và Phàm Tông không đánh nhau có lẽ cũng là vì sợ Đại Ngụy. Nói rồi hắn nhìn ám quân, cười bảo, ngươi cứ đi đi, bây giờ chúng ta mở thư viện, chỉ cần bọn họ đủ thông minh thì sẽ tới lôi kéo chúng ta chứ không phải chèn ép chúng ta. Ám quân gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyên khoanh chân ngồi trong điện, hai mắt từ từ nhắm lại. Tu luyện quá khứ đạo. Trảm quá khứ. Nhưng chẳng mấy chốc, vẻ mặt hắn lại trở nên kỳ lạ. Tại sao lại trảm quá khứ? Ngộ ra kiếp trước sau đó chặt đứt kiếp trước, nhưng hắn cảm ứng thử lại chẳng cảm ứng được gì. Kiếp trước của hắn đâu? Không còn nữa ư? Diệp Huyên mang theo những thắc mắc đi tìm bá chủ viễn cổ. Bá chủ viễn cổ này có tên là Thiên Trần, còn về thực lực thật sự của ông ta thì Diệp Huyên cũng chưa hỏi bao giờ. Nhưng Thiên Trần từng nói ở phàm giới này cũng có hai bá chủ viễn cổ đang ẩn mình. Diệp Huyên đoán rất có thể chính là người đến từ Liên minh Ngân Hà và Phàm Tông. Hai thế lực này rất không tầm thường. Trong phòng, Thiên Trần nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu nói cậu không cảm ứng được kiếp trước. Diệp Huyên gật đầu, năm xưa muội muội ta từng nói, muội ấy đã giúp ta chặt đứt kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, muội ấy đã chặt đứt giúp ta, vậy bây giờ ta làm gì bây giờ? Ta có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới tương lai đạo được không? Thiên Trần trầm giọng đáp, không có khả năng lắm, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của một người chỉ có bản thân người đó có thể chặt đứt được, vì nó là nhân quả của mình, chỉ mình mới có thể kết thúc, người ngoài không thể. Nói đến đây ông ta chợt dừng lại. Không thể. Muội muội mà Diệp Huyên nói chính là tồn tại mà chủ nhân bút đại đạo cũng phải nể mặt. Sao lại không thể? Nghĩ tới đây, sắc mặt Thiên Trần đột nhiên trở nên hơi kỳ quái. Thật sự có thể sao? Thiên Trần trầm mặc một lúc rồi nói tiếp, vậy cậu ngưng tụ đạo vân đi. Diệp Huyên tò mò hỏi, ngưng tụ bằng cách nào? Thiên Trần khẽ mỉm cười rồi xòe tay ra. Một luồng sáng trắng bay vào đầu mày Diệp Huyên, đây là phương pháp tu luyện, cậu ngưng tụ theo phương pháp này đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, một lát sau hắn bắt đầu ngưng tụ đạo vân. Hắn xòe tay ra, giữa đất trời đột nhiên xuất hiện vô số làn sóng năng lượng, chẳng mấy chốc trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đạo vân nhàn nhạt. Thấy cảnh này, Diệp Huyên vui mừng khôn xiết, vội vàng tiếp tục ngưng tụ. Đạo vân mờ nhạt ấy nhanh chóng đậm dần, cuối cùng chuyển sang màu vàng kim. Đạo vân ngưng tụ. Sau khi ngưng tụ được đạo vân, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh bí ẩn đáng sợ. Đạo vân chi lực. Mà ở bên cạnh, vẻ mặt Thiên Trần đã trở nên cực kỳ phức tạp. Ông ta có thể khẳng định trước đây Diệp Huyên chỉ ở thần đạo cảnh, nhưng bây giờ hắn lại dễ dàng ngưng tụ ra được đạo vân thế này. Ông ta cũng là thiên chi kiêu tử. Năm xưa khi ngưng tụ đạo vân đầu tiên cũng cần cả trăm năm. Vì muốn cắt đứt quá khứ không phải là chuyện dễ. Mà Diệp Huyên lại không cần trải qua quá trình này. Thật là vô lý. Mà lúc này, Diệp Huyên đã bắt đầu ngưng tụ đạo vân thứ hai. Trong phòng chưa đầy một khắc, Diệp Huyên đã ngưng tụ ra đạo vân thứ hai. Thấy vậy, Thiên Trần không còn nói gì nữa. Ông ta ngưng tụ đạo vân thứ ba mất những 3 triệu năm. Cắt đứt kiếp này. Mọi thứ của kiếp này làm sao có thể dễ dàng cắt đứt như vậy được. Mà người trước mắt này lại có thể dễ dàng. Sau khi ngưng tụ ra đạo vân thứ hai, Diệp Huyên bắt đầu ngưng tụ đạo vân thứ ba. Không lâu sau, hắn đã ngưng tụ được đạo vân thứ ba. Đạo vân được ngưng tụ thành công. Thiên Trần đã trở nên tự kỷ. Không có ai thế này cả. Diệp Huyên nắm 3 đạo vân trong tay. Lúc này hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh bí ẩn cực kỳ đáng sợ. Đây là sức mạnh đến từ đạo vân, phải nói rằng 3 luồng sức mạnh này thật sự cực kỳ mạnh, nếu thêm kiếm đạo hiện giờ của hắn thậm chí hắn, còn có thể dễ dàng giết chết được vị chi cảnh trong 1 giây.
còn thần chi cảnh thì hắn chưa giao thủ bao giờ nên không biết thực lực thật sự của đối phương. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên nhìn Thiên Trần tiền bối làm sao để tu luyện được vị chi cảnh. Thiên Trần điều chỉnh lại tâm lý, sau đó nói, năm đó sau khi có người đạt đến tương lai cảnh thì có một thời gian mờ mịt, vì không ai biết trên nó là cảnh giới gì. Vì thế mọi người tưởng tượng ra một cảnh giới, chính là vị chi cảnh, thật ra cảnh giới này có thể nói là phiên bản tương lai đạo cảnh nâng cấp, khi quá khứ đạo, hiện tại đạo, tương lai đạo đạt đến cực hạn sẽ là vị chi cảnh. Sau đó xuất hiện thần chi cảnh, mà thực ra thần chi cảnh là cảm nhận thần vân là một vài thần lực bí ẩn mà chủ nhân bút đại đạo để lại trên thế gian. Nói xong ông ta xòe tay nhẹ nhàng quét qua, không gian bị quét qua lập tức biến mất, nhưng không lâu sau, nó lại từ từ khôi phục bình thường. Diệp Huyên nhìn Thiên Trần nhẹ nhàng nói, đây là thần lực chủ nhân bút đại đạo để lại nhân gian, thần chi là cảm nhận thần lực, sau đó tu luyện thần lực, khống chế thần lực. Diệp Huyên hạ giọng hỏi, khó không? Thiên Trần gật đầu, cực kỳ khó, vì thần lực này có tính công kích, muốn khống chế nó thì phải hàng phục được nó trước, mà nó lại biết phản kháng, người bình thường muốn khống chế nó có thể phải mất cả chục triệu năm, hơn nữa số tu sĩ chết vì nó là vô số kể, thần lực quá mạnh, chỉ một chút bất cẩn là sẽ bị phản phệ ngay. Nói rồi ông ta xòe tay, một luồng sáng như tia lửa xuất hiện trong lòng bàn tay, đây chính là thần lực. Cậu cảm nhận được sự đáng sợ của nó chưa? Diệp Huyên đưa tay nắm lấy thần lực đó, nét mặt Thiên Trần thay đổi, ông ta đang định cất về nhưng giây tiếp theo, ông ta đã sững người. Bởi vì thần lực kia không phản phệ Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Thiên Trần, hình như cũng không đáng sợ lắm, hơn nữa còn rất ấm áp, thoải mái. Nét mặt Thiên Trần cứng ngắc. Phải nói rằng giờ phút này Thiên Trần đã hoàn toàn chết lặng. Không bị phản phệ. Thiên Trần còn nghi ngờ rằng mình nhìn nhầm. Lần đầu tiên khi ông ta tiếp xúc với thần lực này suýt chút nữa đã bị phản phệ tới mức thần hồn biến mất, đến nỗi một thời gian dài sau này ông ta cũng không dám động đến nó một cách tùy tiện. Nhưng Diệp Huyên lại không hề bị thần lực phản phệ, ngược lại nó còn ngoan ngoãn ở trong tay hắn. Thiên Trần nhìn Diệp Huyên, mẹ kiếp, tên này là con trai ruột của chủ nhân bút đại đạo đấy à? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, có phương pháp tu luyện không? Ta cảm thấy mình có thể đạt đến thần chi rồi. Thiên Trần. Một lúc sau, Diệp Huyên đã hoàn toàn khống chế được thần lực. Phải nói rằng Diệp Huyên đang vô cùng hứng khởi kích động. Thần chi cảnh. Chỉ một thoáng mà hắn đã lập tức tới được thần chi cảnh. Sau khi đạt đến thần chi cảnh, Diệp Huyên lại khống chế một sức mạnh đáng sợ khác. Thần lực. Diệp Huyên lại có cảm giác vô địch. Thiên Trần nhìn mà không nói nên lời. Thần chi. Tên ở trước mặt ông ta đây chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ đạt từ thần đạo cảnh đạt đến thần chi. Thần chi. Ông ta đã quên năm xưa mình mất bao nhiêu lâu để từ thần đạo tới được thần chi, tóm lại là rất lâu rất lâu. Lúc này, Diệp Huyên chợt nhìn Thiên Trần, tiền bối, sau thần chi cảnh là cảnh giới gì? Thiên Trần không nói nên lời. Hắn định một đường đột phá liên tiếp đấy à? Diệp Huyên nhìn Thiên Trần, chờ đợi câu trả lời. Thiên Trần bình tĩnh lại rồi đáp, trên thần chi là đạo chi, mà đạo chi cảnh là điều khiển đạo tắc chủ nhân bút đại đạo để lại thế gian này. Đạo tắc là một loại pháp tắc trật tự đáng sợ hơn cả đạo vân, cường giả nào tu luyện đến đạo chi cảnh sẽ càng cảm nhận được chủ nhân bút đại đạo rõ ràng hơn, đồng thời lúc này người tu luyện cũng sẽ bị ông ta giám sát. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đạo chi tức là bá chủ viễn cổ sao? Thiên Trần lắc đầu, đạo chi cảnh phân làm hai loại, loại thứ nhất là tiểu thành, loại thứ hai là đại thành. Tiểu thành là vừa mới điều khiển đạo tắc, lúc này người tu luyện chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển được một chút sức mạnh của đạo tắc, mà đại thành có nghĩa là người tu luyện đã có thể làm chủ được sức mạnh đạo tắc. Nói xong ông ta xòe tay ra, trong bàn tay phải của ông ta có một ấn ký màu tím sẫm xuất hiện. Thiên Trần nhìn Diệp Huyên, đây là đạo tắc của ta, màu tím là tiểu thành, tím đậm là đại thành. Sau khi đạt đến đại thành, đạo tắc sẽ chuyển sang màu tím đậm, mà màu tím đậm này tượng trưng cho người tu luyện đã có thể hoàn toàn hiểu được tác dụng của đạo tắc, khoảng cách giữa tiểu thành và đại thành cũng khá lớn. Diệp Huyên hỏi, phải làm sao để ngưng tụ được đạo tắc? Thiên Trần thấp giọng đáp, Diệp công tử, bây giờ thực lực của cậu tăng lên đã đủ nhanh rồi.
ta cảm thấy cậu cần ổn định lại, nghiền ngẫm kỹ những cảnh giới này trước sau đó hãy tu luyện cảnh giới tiếp theo, như vậy thì tốt hơn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ông nói đúng. Nói xong hắn đưa Thiên Trần vào tiểu tháp. Diệp Huyên cười bảo, tiền bối, ông luyện tập cùng ta đi. Cách tốt nhất để thích nghi với cảnh giới là gì? Đương nhiên là chiến đấu. Sau khi Thiên Trần vào tiểu tháp thì hoàn toàn sững sờ. Với thực lực của ông ta đương nhiên phát hiện ra được thời gian trong này và bên ngoài khác nhau. Nghịch thiên. Vẻ mặt Thiên Trần trông cực kỳ phức tạp. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Nhìn môi trường tu luyện của người ta rồi lại nhìn môi trường trước đây của mình. Trước đây mình sống như thế nào? Sống như một con chó. Diệp Huyên cười, tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Trần thầm thở dài, bắt đầu trở thành bạn tập của Diệp Huyên. Nhưng lần này Diệp Huyên có một ý tưởng mới. Mỗi lần tới một địa điểm mới, hắn đều sẽ thành đệ đệ, đều cần dựa vào người khác mới có thể giành chiến thắng. Thói quen này quá nhàm chán. Hắn phải thay đổi cách sống mới. Lần này hắn phải tu luyện đến khi vô địch rồi mới xuống núi. Bá chủ viễn cổ. Không. Mục tiêu của hắn không phải bá chủ viễn cổ. Mục tiêu của hắn là vượt qua bá chủ viễn cổ. Lần này hắn phải khiến thực lực của mình vượt qua tất cả mọi người trên bản đồ. Thời gian từng phút trôi qua. Chớp mắt đã trăm năm trôi qua, đương nhiên ở bên ngoài mới chỉ chưa đầy 10 ngày. Trong trăm năm nay, dưới sự dẫn dắt và trợ giúp của Thiên Trần, thực lực của Diệp Huyên đã tăng lên rất nhiều. Hắn đã có thể thuần thục sử dụng đạo vận và đạo tắc. Bây giờ thực lực của hắn đã mạnh hơn ít nhất mấy chục lần so với trước đây. Bởi vì hắn còn có kiếm thanh huyên, huyết mạch chi lực và kiếm ý nhân gian. Thậm chí hắn còn không dùng đến kiếm ý nhân gian, thứ nguyên chi lực dồi dào bất tận sẽ tự động nâng cao kiếm ý của hắn. Trong tiểu tháp, Thiên Trần nhìn Diệp Huyên trước mặt với vẻ mặt phức tạp như cũ. Diệp Huyên đã không còn đơn giản chỉ là yêu nghiệt nữa. Hắn tu luyện như gian lận vậy. Trăm năm. Thực ra Diệp Huyên đã sớm ổn định cảnh giới của mình, nhưng hắn lại chủ động yêu cầu thêm thời gian luyện tập. Hắn muốn làm đến cực hạn. Ngoài ra, hắn muốn tích hợp đạo vân, đạo tắc và thần lực vào kiếm kỹ của mình. Tất cả nằm trong một kiếm. Không ra tay thì thôi, đã ra tay là chắc chắn sẽ chết. Lúc này, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, xòe tay ra, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn nhẩm niệm trong đầu, thoáng chốc kiếm thanh huyên đã dung hợp với vô số sức mạnh làm một thể. Đạo tắc, pháp tắc, huyết mạch chi lực, kiếm ý nhân gian và thần lực. Kiếm thanh huyên rung lên kịch liệt, tiếng kiếm rung vang vọng khắp trời. Thiên Trần nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Diệp Huyên nhìn ông ta, tiền bối. Chúng ta lại đánh một trận nữa đi. Thiên Trần gật đầu, được. Diệp Huyên và Thiên Trần ra khỏi thiên thấm, đương nhiên hắn không dám chiến đấu trong tiểu tháp, tuy tiểu tháp có thể chịu được nhưng thế giới trong nó lại không thể chịu nổi. Tiểu tháp ngoài cứng, trong mềm. Tại một nơi nào đó trong hư không, Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, đối diện hắn là Thiên Trần. Thiên Trần về mặt bình tĩnh như nước. Mặc dù Diệp Huyên rất yêu nghiệt nhưng ông ta vẫn rất tự tin. Dù sao hiện tại ông ta đã ở đạo chi cảnh đại thành, cao hơn Diệp Huyên một bậc cảnh giới. Lúc này, Diệp Huyên chợt biến mất tại chỗ. Tiếng kiếm vang đột nhiên vọng lại trong tinh không, sau đó một thanh kiếm vụt qua, chém thẳng về phía Thiên Trần. Nhát kiếm này Diệp Huyên đã dốc hết toàn lực. Đối mặt với cường giả cấp bậc như Thiên Trần, thăm dò không có tác dụng. Đã ra tay thì phải dốc hết sức. Chỉ một nhát kiếm. Đánh thắng thì thắng, đánh không thắng thì là thua. Thắng thua đều chỉ ở một kiếm. Đối mặt với nhát kiếm này của Diệp Huyên, vẻ mặt Thiên Trần lập tức thay đổi. Giờ phút này, ông ta biết mình đã đánh giá thấp Diệp Huyên. Không kịp nghĩ nhiều, ông ta nhanh chóng tiến lên một bước, lật tay phải rồi đè xuống, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên quét ra từ lòng bàn tay ông ta. Vào lúc này toàn bộ tinh hà đều sục sôi. Cực kỳ đáng sợ. Đùng đoàng. Theo tiếng nổ vang lên, một vùng kiếm quang vỡ vụn, vô số kiếm khí trong nháy mắt bắn vào tứ phía tinh không,
toàn bộ tinh không vô tận nứt toác thành một tấm mạng nhện cực lớn. Mà Diệp Huyên cũng bị chấn động bay ra mấy vạn trượng. Nhưng Thiên Trần cũng bị đẩy lùi xa cả gần mấy nghìn trượng. Sau khi Thiên Trần dừng lại thì có hơi ngỡ ngàng. Ông ta nhìn tay phải của mình, lòng bàn tay đã có vết nứt sâu hóm. Đó là vết thương do kiếm khí tạo thành. Ông ta mà cũng bị thương được. Thiên Trần nhìn Diệp Huyên nơi xa với vẻ không thể tin được, phải thừa nhận rằng giờ phút này trong lòng ông ta vẫn còn rất sốc. Ông ta vốn là thiên chi kiêu tử, vì thế mới có thể trở thành bá chủ viễn cổ, cả đời này đều là ông ta khiêu chiến người trên cấp, nhưng gần đây ông ta lại bị người cấp thấp hơn khiêu chiến. Lúc này Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, khẽ cười cũng tạm được. Hắn cũng không ngờ một kiếm lại có thể đánh bại được Thiên Trần, nếu thật sự một kiếm của hắn có thể đánh bại được đối phương thì bá chủ viễn cổ này thật sự quá rẻ mạt. Bây giờ hắn có thể một kiếm đẩy lùi được đối phương, chứng minh rằng hắn đã có thể đấu được với ông ta một trận. Lúc này, Thiên Trần trầm giọng nói, Diệp công tử, nhát kiếm này của cậu thật đáng sợ. Diệp Huyên nhìn Thiên Trần, cười nói cảm ơn sự giúp đỡ của tiền bối thời gian này. Thiên Trần khẽ lắc đầu, sau đó nghiêm nghị nói, Diệp công tử, nếu cậu ở đạo chi cảnh đại thành có lẽ trong đạo chi cảnh rất ít người là đối thủ của cậu. Chắc chắn cậu sẽ là người gần như vô địch cùng cấp. Diệp Huyên bật cười lớn, tiền bối đứng nói vậy ta sẽ kiêu ngạo đấy. Thiên Trần khẽ mỉm cười, điều ta nói là sự thật. Diệp Huyên mỉm cười, tiền bối, bây giờ ta muốn đột phá đạo chi cảnh. Đạo chi cảnh. Thiên Trần gật đầu, được, nhưng khi tu luyện đạo chi cảnh, Diệp công tử phải tu luyện được đạo thể trước đã. Đạo thể. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nghĩa là gì? Thiên Trần trầm giọng giải thích, muốn tu luyện đạo chi cảnh không hề dễ, vì muốn đạt đến đạo chi cảnh nghĩa là cơ thể cậu phải chịu đựng được sức mạnh rất lớn của đạo tắc. Kiếm đạo của Diệp công tử rất mạnh, thần hồn của cậu cũng rất mạnh, nhưng cơ thể của cậu lại chưa đủ. Hơn nữa cơ thể này không phải cứ chỉ cứng là được, còn phải đặc biệt một chút, mà đạo thể có thể chịu đựng và chấp nhận được lực lượng đạo tắc. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, không giấu gì ông, từ khi sinh ra hình như ta đã là đạo thể rồi. Nhưng sau này muội muội ta đã phong ấn giúp ta, vì thế người ngoài không nhìn ra được. Thiên Trần sửng sốt, Diệp công tử chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, ông cho ta chút lực lượng đạo tắc đi để ta xem. Thiên Trần do dự một lát rồi xòe tay ra, rất nhanh, một luồng lực lượng đạo tắc từ từ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn luồng lực lượng đạo tắc trước mặt, vẻ mặt Diệp Huyên cũng trở nên nghiêm nghị, vừa nãy khi chiến đấu với Thiên Trần, kiếm quang của hắn đã vỡ nhưng sức mạnh của Thiên Trần lại chưa vỡ. Điều này có nghĩa là sức mạnh của ông ta vẫn mạnh hơn kiếm khí của hắn rất nhiều. Mà sức mạnh của đối phương chính là lực lượng đạo tắc này. Nhìn lực lượng đạo tắc trước mặt, Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi xòe tay ra, nắm lấy lực lượng đạo tắc. Lực lượng đạo tắc chợt rung lên, một khắc sau lực lượng đạo tắc bị hắn hấp thu hết sạch. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên vui mừng khôn xiết. Đạo thể của hắn không phải đạo thể bình thường. Vẻ mặt Thiên Trần cứng đơ, ông ta im lặng hồi lâu mới nói, tinh thần lão tử sụp đổ rồi. Không thể không nói giờ phút này tinh thần của Thiên Trần đã thật sự sụp đổ. Tên này là thần tiên gì vậy? Đạo thể. Năm xưa để luyện ra đạo thể, ông ta đã mất cả mấy chục triệu năm. Mấy chục triệu năm. Không ai biết mấy chục triệu năm ấy ông ta đã trải qua như thế nào, thật sự, những năm tháng ấy đến giờ nghĩ lại ông ta vẫn thấy cay đắng. Thật sự gian khổ. Chỉ riêng tài nguyện tu luyện, ông ta đã chuẩn bị mấy chục triệu năm, vì muốn luyện ra đạo thể thì cơ thể phải đủ mạnh. Mà muốn đặt nền móng vững vàng cho cơ thể cần quá nhiều tài liệu chân quý. Thật sự là rất nhiều tiền. Thế lực mà ông ta ở khi ấy không kham nổi, vì thế ông ta chỉ có thể tự mình tìm cách. Mà sau khi đặt nền móng vững vàng cho cơ thể, ông ta lại dành hàng chục triệu năm để tu luyện thần hồn. Điều khó khăn nhất là trong khoảng thời gian này ông ta vẫn phải cẩn thận, sợ có người tới gây sự với mình, nhất là chủ nhân bút đại đạo. Và khi có người muốn luyện ra đạo thể đều sẽ có đạo lôi thần bí xuất hiện, cũng chính là thiên kiếp trong truyền thuyết. Nếu muốn nghịch thiên thì phải trải qua lôi kiếp. Vì vậy trong những năm tháng tu luyện, ngày nào ông ta cũng đều rất cẩn thận. Mà người trước mặt này trời sinh đã đạo thể. Mẹ kiếp! Lúc này Thiên Trần thật sự muốn mắng người.
so sánh rồi lại thấy ghen tị. Diệp Huyên có đạo thể trời sinh đương nhiên có thể hấp thu lực lượng đạo tắc. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng đạo tắc. Trong tinh không, Diệp Huyên cảm nhận lực lượng đạo tắc trong đất trời, mà giờ phút này hắn càng cảm nhận được chủ nhân bút đại đạo rõ ràng hơn. Đạo tắc. Trong vũ trụ vô tận này có đạo tắc lớn và nhỏ, những đạo tắc này giống như người trấn giữ vũ trụ vô tận này, giữ gìn trật tự trong vũ trụ. Mà giờ phút này hắn đã thực sự hiểu ra vì sao lại có nhiều người muốn nghịch thiên như vậy rồi. Trật tự là kiềm chế. Mà những cường giả đứng đầu đã quen tự do tự tại làm sao chịu được gò bó. Cho nên ai cũng muốn nghịch thiên. Đương nhiên cũng có một số người muốn thay thế chủ nhân bút đại đạo. Trong tinh không, Diệp Huyên lặng lẽ hấp thu lực lượng đạo tắc, vô số lực lượng đạo tắc tràn vào cơ thể hắn, dần dần người hắn khẽ run lên, từng luồng uy áp vô hình quét ra từ cơ thể hắn, sau đó di chuyển tới nơi sâu trong tinh không. Thiên Trần ở một bên im lặng nhìn. Những gì nhìn thấy lúc này đã lật đổ tam quan của ông ta. Thì ra còn có người có thể tu luyện thế này. Đây không phải là gian lận sao? Đúng là điên rồ. Đương nhiên sau khi bình tĩnh lại, Thiên Trần càng sốc hơn. Vì sao Diệp Huyên lại yêu nghiệt đến vậy? Ai đã giúp hắn cắt đứt quá khứ, hiện tại và tương lai? Tại sao Diệp Huyên sinh ra đã là đạo thể? Đằng sau Diệp Huyên ẩn giấu điều gì? Thiên Trần càng nghĩ càng thấy sợ. Một lúc lâu sau, Thiên Trần nhìn Diệp Huyên ở bên cạnh, trong đầu ông ta chợt nảy ra một ý nghĩ. Đi theo Diệp Huyên có lẽ cũng là cơ hội của ông ta. Sau đạo chi cảnh, muốn nâng cao hơn nữa là điều quá khó, quá khó. Khó đến mức nào? Khó đến mức khiến ông ta tuyệt vọng. Không chỉ ông ta mà tất cả bá chủ viễn cổ cũng đều đã tuyệt vọng. Nhưng lúc này ông ta lại nhìn thấy hy vọng. Bởi vì sau khi Diệp Huyên đạt đến đạo chi cảnh, chắc chắn sẽ muốn tăng lên nữa. Nếu là người khác thì chắc chắn ông ta sẽ cười, nhưng Diệp Huyên thì khác, từ đầu đến chân hắn đều thần bí, nếu Diệp Huyên muốn tăng lên lần nữa thì có thể sẽ có cơ hội. Nghĩ đến đây, Thiên Trần đột nhiên trở nên hưng phấn. Vì vậy khi Thiên Trần nhìn Diệp Huyên lần nữa, ánh mắt đã trở nên nóng rực. Thật lâu sau, Diệp Huyên từ từ mở mắt ra. Trong mắt hắn có một tia sáng màu tím vụt qua. Đột nhiên, tinh hà trong bán kính mấy triệu dặm trở nên sôi trào. Vũ trụ tinh hà bắt đầu run rẩy. Đạo chi. Diệp Huyên hít sâu một hơi, lúc này hắn cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh cường đại. Sức mạnh vô cùng vô tận. Đạo vân chi lực, thần lực, lực lượng đạo tắc. Phải nói rằng sức mạnh này thật sự khiến người ta hơi huênh hoang. Vì lúc này hắn cảm thấy mình đã là vô địch. Mà giờ phút này hắn cũng đã hiểu ra rất nhiều người muốn nghịch thiên. Bởi vì lúc này trong đầu hắn cũng hiện lên một ý nghĩ, chủ nhân bút đại đạo là cái thá gì? Huênh hoang quá rồi. Diệp Huyên cười lớn. Lúc này Thiên Trần chợt bảo, chúc mừng Diệp Thiếu. Diệp Thiếu. Xưng hô đã thay đổi. Diệp Huyên trầm giọng, bây giờ ta chỉ có thể coi là tiểu thành thôi đúng không? Thiên Trần gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nhìn Thiên Trần, ta muốn đạt đến đại thành. Thiên Trần cười, được, ta sẽ giúp Diệp Thiếu. Diệp Huyên khẽ cười, cảm ơn. Hắn thật sự rất biết ơn Thiên Trần, nếu không nhờ đối phương chỉ dẫn và giúp đỡ thì hắn sẽ không tiến bộ nhanh thế này. Những cảnh giới này rất phức tạp. Nghe những lời này của Diệp Huyên, Thiên Trần lập tức cười bảo, Diệp Thiếu nói gì vậy? Đều là người một nhà cả, nói cảm ơn cái gì? Diệp Huyên. Thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện, để tiết kiệm thời gian, hắn vào tiểu tháp tu luyện. Còn chuyện của thư viện hắn đã giao hết cho ám quân xử lý. Trong khoảng thời gian Diệp Huyên bế quan mấy tháng ấy, quan huyên cùng phát triển rất nhanh. Lúc này là vì đan thần. Chuyện đan thần đạt được truyền thừa của đan tông thượng cổ đã lan khắp nơi. Vì thế vô số luyện đan sư điên cuồng đến thư viện quan huyên, muốn gia nhập vào đan viện của thư viện quan huyên. Mà luyện đan sư còn vô cùng nhiều, ngày nào cũng có ít nhất mấy chục nghìn luyện đan sư đứng ở cổng thư viện quan huyên quỳ gối cầu xin muốn gia nhập thư viện. Đối với thư viện quan huyên, ba thế lực lớn lại im lặng một cách kỳ lạ.
không ai ngăn cản, không ai tới gây sự. Bởi vì từ sau khi ra khỏi bí cảnh, ba thế lực lớn đều biết bên cạnh Diệp Huyên có một đại lão tuyệt thế. Đại lão tuyệt thế này là bá chủ viễn cổ kia mà. Ba thế lực lớn đều không muốn chọc giận vị bá chủ viễn cổ này. Hơn nữa thư viện quan huyên của Diệp Huyên chỉ tuyển sinh chứ không tranh giành tài nguyên hay địa bàn, vì thế ba thế lực lớn cũng không quá cảnh giác với thư viện. 10 ngày sau. 10 ngày bên ngoài là trăm năm trong tiểu tháp. Trăm năm nay Diệp Huyên đã đạt đến đạo chi đại thành dưới sự dẫn dắt của Thiên Trần. Đạo chi đại thành. Bây giờ hắn cũng miễn cưỡng được coi là bá chủ viễn cổ. Bá chủ viễn cổ. Lại thêm huyết mạch chi lực, kiếm ý nhân gian và kiếm thanh huyên, thực lực của hắn còn mạnh hơn bá chủ viễn cổ bình thường rất nhiều. Lúc này, Diệp Huyên nhìn Thiên Trần, đánh một trận nhé. Thiên Trần gật đầu, được. Ông ta cũng muốn xem có phải Diệp Huyên có thể đạt đến vô địch cùng cấp không. Hai người ra khỏi tiểu tháp, đi tới một vùng tinh vực chết chóc. Diệp Huyên nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Đây là một tinh vực chết chóc, nhưng bây giờ hắn đã có thể có nhìn thấy nhiều thứ hơn. Rất lâu trước đây vinh vực chết chóc này từng có sự sống, nhưng theo thời gian, nó đã dần trở thành tinh vực chết chóc. Linh khí cạn kiệt. Linh khí trong vũ trụ thật sự là vô tận sao? Diệp Huyên không có câu trả lời. Lúc này, Thiên Trần bỗng nhiên lên tiếng, lúc lên lúc xuống là điều bình thường. Diệp Huyên cười bảo, chúng ta bắt đầu đi. Dứt lời, hắn biến mất. Ù! Tiếng kiếm vang đột nhiên vang vọng khắp tinh không. Vụt! Một kiếm quang xuyên qua tinh không, bay tới chỗ Thiên Trần phía xa. Thiên Trần nheo mắt. Trong mắt đầy vẻ nặng nề, lần này ông ta không dám khinh địch chút nào, tiến lên một bước rồi tung ra một quyền. Đoàng! Quyền này tung ra, một luồng sức mạnh khủng khiếp quét ra như làn sóng. Đối đầu trực diện. Đối mặt với kiếm của Diệp Huyên, ông ta chỉ có thể đối đầu trực diện. Bùm! Cùng với tiếng nổ vang vọng, một luồng kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau đó Thiên Trần liên tục lùi lại cả vạn trượng. Mà Diệp Huyên thì không lùi lại nửa bước. Xa xa, sau khi Thiên Trần dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Ông ta đã không còn đỡ được kiếm của Diệp Huyên nữa rồi. Có lẽ bây giờ Diệp Huyên chưa phải vô địch cùng cấp, nhưng chắc chắn là tồn tại ít có đối thủ cùng cấp. Lại một bá chủ viễn cổ nữa ra đời. Lúc này Diệp Huyên chợt nói, Thiên Trần tiền bối, có chuyện này ta rất thắc mắc, lúc trước ông nói sau khi đạt đến bá chủ viễn cổ. Các ông sẽ bị giám sát, cũng có nghĩa là bây giờ ông cũng đang bị giám sát à? Thiên Trần trầm giọng đáp, có lẽ là vậy. Diệp Huyên suy nghĩ rồi bảo, mà ông cũng từng nói sẽ có rất nhiều hạn chế, hai người chúng ta ra tay có coi là vi phạm trật tự không? Thiên Trần gật đầu, có, nhưng chủ nhân bút đại đạo không trừng phạt chúng ta. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên, có lẽ là vì Diệp thiếu. Diệp Huyên im lặng. Hắn nhìn xung quanh, tinh vực mấy chục triệu dặm xung quanh bắt đầu biến mất từng chút một sau đòn tấn công vừa rồi của hắn và Thiên Trần. Có thể nói cả vùng tinh hà vì một chiêu của hai người mà chuẩn bị hoàn toàn biến mất. Lúc trước nơi đây chỉ linh khí cạn kiệt chứ không hoàn toàn hủy diệt, rất nhiều năm sau có thể nơi này sẽ khôi phục linh khí, nhưng giờ phút này tinh vực này đã hoàn toàn bị xóa sổ. Không còn cơ hội khôi phục linh khí được nữa. Nghĩ đến đây. Diệp Huyên khẽ thở dài, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cường giả thật sự không phải nhân tính mà là phải kiềm chế nội tâm của mình, không cho phép mình muốn làm gì thì làm. Diệp Huyên vừa dứt lời, một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giây tiếp theo thời không trên đầu hắn nứt ra, sau đó một cây bút chậm rãi đáp xuống. Nhìn thấy cây bút này, Diệp Huyên sững sờ. Bút đại đạo. Cây bút này hóa ra là bút đại đạo. Mà Thiên Trần ở bên cạnh cũng sững sờ tại chỗ, trên thân cây bút có một chữ đại rất rõ, cùng với khí thế vừa đáng sợ vừa quen thuộc kia, Thiên Trần xác nhận cây bút này chính là bút đại đạo trong truyền thuyết. Diệp Huyên nhìn bút đại đạo trước mặt, im lặng. Đây là bút đại đạo. Hơn nữa đây không phải phân thân. Nó là bản thể. Lúc này bút đại đạo chậm chậm bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn bút đại đạo, chủ nhân huynh bảo huynh đi theo ta hả?
Bút đại đạo đáp, chủ nhân nói cậu có tinh thần trách nhiệm, để ta đi theo cậu một thời gian. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, huynh thì có ích gì? Bút đại đạo. Bút đại đạo bỗng thấy hơi giận dữ, xin cậu đừng có đánh giá thấp ta nữa được không? Diệp Huyên bĩu môi. Lúc trước khi bút đại đạo theo hắn thực sự là còn khố rách áo ôm hơn cả tiểu tháp. Tiểu tháp. Bút đại đạo lại nói, trước đó là phân thân, hiện tại ta đã là bản thể đó, hiểu không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay nắm chặt lấy bút đại đạo, vừa chạm vào bút, một luồng khí tức kinh khủng bỗng chốc ập đến hắn. Khí tức đại đạo. Bút đại đạo tiếp tục nói, tất cả pháp tắc, thần tắc, đạo tắc trong thiên địa đều là do ta viết ra. Diệp Huyên vui vẻ trong lòng, vội hỏi, vậy nói cách khác huynh cũng có thể phá được tất cả pháp tắc, thần tắc và đạo tắc. Bút đại đạo đáp, không thể. Diệp Huyên lập tức sụ mặt lại. Bút đại đạo thấp giọng thở dài, cậu đừng phi thực tế như vậy. Tốt xấu gì ta cũng là bút đại đạo, là một sự tượng trưng thân phận đấy, hơn nữa năng lực của ta cũng không tầm thường. Thiên Trần ở một bên nhìn mà cũng phải cạn lời. Mẹ nó chứ. Đây chính là bút đại đạo đấy. Vậy mà vị Diệp thiếu này còn ghét bỏ. Gì vậy trời? Lúc này, Diệp Huyên thu bút đại đạo lại, sau đó treo ở bên hông. Hắn bây giờ đã không còn quá muốn dùng ngoại vật gì nữa rồi. Vô địch. Nếu nói là vô địch thì có thể là hơi kiêu ngạo, nhưng dưới tam kiếm, hắn cảm thấy bản thân bây giờ đã có ít địch thủ lắm rồi. Cho dù là vô biên chủ có đến thì cũng quỳ xuống thôi. Vô biên chủ. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, sau đó nhìn Thiên Trần ở bên, Thiên Trần tiền bối, trên đạo chi cảnh là cảnh giới gì? Nghe vậy, Thiên Trần lập tức thấy hưng phấn. Đến rồi. Rốt cuộc Diệp thiếu cũng hỏi. Thiên Trần vội đáp, theo ta được biết, trên đạo chi cảnh chính là vô đạo cảnh trong truyền thuyết. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vô đạo. Thiên Trần gật đầu, đúng vậy. Vô đạo cảnh là tu luyện đến cực hạn đại đạo của chủ nhân bút đại đạo. Sau đó bắt đầu tu luyện đạo của bản thân, cũng chính là vô đạo. Mà vô đạo cảnh cũng được xưng là người vượt khỏi quy tắc hiện hữu, nhưng ta chưa từng gặp ai đạt được đến cảnh giới này cả. Vô đạo. Diệp Huyên trầm mặc một lát, sau đó nói, vượt ra khỏi đại đạo của chủ nhân bút đại đạo. Thiên Trần gật đầu. Diệp Huyên nhìn bút đại đạo bên hông mình, huynh phải biết chút gì đó chứ, đúng không? Bút đại đạo im lặng một lát rồi nói, biết. Diệp Huyên cười, nói một chút đi. Bút đại đạo khẽ thở dài, ông ta nói cũng không sai, thế nhưng có một chỗ không đúng, đó là đạo chi cảnh không đơn giản đến vậy, phải cắt đứt quá khứ, cắt đứt hiện tại, cắt đứt tương lai, sau đó nắm giữ thần lực, tiếp theo nắm giữ lực lượng đạo tắc. Nhất định phải làm được tất cả đến cực hạn, đột phá bản thân mới có thể đạt đến vô đạo cảnh. Mà cậu bây giờ hiển nhiên là vẫn chưa đến được mức ấy, bởi vậy ngươi tạm thời không thể đạt đến vô đạo cảnh. Diệp Huyên hỏi, phải như thế nào mới đạt đến vô đạo? Bút đại đạo trầm giọng đáp, phải lắng động lại, chờ 5 tháng kết tinh. Diệp Huyên cau mày. Bút đại đạo cười khổ, bây giờ cậu cũng đã rất mạnh rồi. Diệp Huyên lắc đầu, chưa đủ, mở cửa sau cho ta đi. Thiên Trần. Bút đại đạo trầm giọng hỏi, cậu nói thật lòng à? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, huynh nghĩ ta đang nói đùa sao? Bút đại đạo khẽ đáp, dục tốc thì bất đạt, cậu phải hiểu đạo lý này. Diệp Huyên nói ngay, vậy nên ta mới bảo huynh mở cửa sau đó. Bút đại đạo nín thinh. Diệp Huyên hỏi, có vấn đề gì sao? Bút đại đạo im lặng một lúc rồi ngập ngừng nói, nếu cậu thật sự muốn, ta cũng có thể giúp. Thiên Trần ở bên cạnh há hốc mồm. Mẹ kiếp! Thật sự có thể đút lót đi cửa sau à? Chơi vậy cũng được hả? Làm thế thì có công bằng với những người tu luyện khác không? Lúc này, Diệp Huyên ở cạnh bóng quay sang nhìn Thiên Trần, đến lúc đó ông theo ta cùng tu luyện. Nghe vậy, Thiên Trần lập tức hoan hỉ, vội nói, đa tạ Diệp thiếu. Mẹ nó chứ? Đi cửa sau đúng là đã. Lúc này, Bút Đại Đạo nói, có một loại kết tinh gọi là truyền thừa, cậu có thể đi nhận những truyền thừa từ các cường giả bá chủ viễn cổ. Sau đó thông qua truyền thừa của họ để lắng động bản thân. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, làm thế hả?
Bút Đại Đạo đáp, đúng vậy, đó là biện pháp nhanh nhất. Nếu là người khác thì có lẽ là không được, nhưng nếu là cậu thì chắc chắn được luôn. Bởi vì cậu có ta ở bên, có thể bảo vệ ý thức và thần hồn, giúp cậu không bị sức mạnh của bọn họ ăn mòn. Diệp Huyên trầm giọng nói, còn cách nào đơn giản hơn không? Bút Đại Đạo trầm mặc một lúc rồi mới nói, đại ca, cửa sau thế này là mở toang lắm rồi đấy. Nếu còn muốn đơn giản hơn nữa thì thôi gọi muội muội đến đi cho nhanh. Vì muội muội của cậu là cái cửa sau to nhất đấy. Diệp Huyên đen mặt lại, nói gì vậy? Làm như hắn thường xuyên đi cửa sau lắm vậy. Hắn là loại người như thế sao? Diệp Huyên hỏi, đi đâu để tìm bá chủ viễn cổ? Bút Đại Đạo nói, trước mặt cậu cũng có một người kìa. Có thể bắt đầu từ ông ta. Vẻ mặt Thiên Trần cứng đờ. Bút Đại Đạo này không xem ông ta ra cái gì cả. Nhưng mà cũng bình thường thôi. Tên này đi theo chủ nhân Bút Đại Đạo, tôn kính Diệp Huyên chỉ là vì không có sự lựa chọn thôi, còn người khác à? Không có dễ nói chuyện như vậy đâu. Ngoại trừ Tam Kiếm ra, Bút Đại Đạo nó cần gì nể mặt ai khác? Đến cả Vô Biên nó còn chỉ thèm nể nửa mặt. Lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Trần, Thiên Trần suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được. Diệp Huyên cười nói, tiền bối yên tâm, đi theo ta, ông cũng có thể đạt đến cảnh giới vô đạo. Thiên Trần vội vàng nói, ta tin Diệp Thiếu. Diệp Huyên cười ha ha. Tiếp đó, Diệp Huyên bắt đầu nhận truyền thừa của Thiên Trần. Đối với Diệp Huyên này, Thiên Trần cũng dốc mình thuận theo không giữ lại gì cho bản thân. Thư viện Quan Huyên. Bây giờ Thư viện Quan Huyên ở Phàm Thành đã có một quy mô nhất định, thế nhưng vì có đan thần nên những người đến gia nhập Thư viện Quan Huyên đa số đều có mục đích không sạch sẽ gì. Đều muốn luyện đan. Ở Phàm giới, địa vị của luyện đan sư thật sự rất cao. Phải nói là ở bất kỳ thế giới nào, một luyện đan sư ưu tú đều có địa vị vô cùng cao. Mà tầm cỡ như đan thần thì khỏi phải nói. Chuyện đan thần gia nhập Thư viện Quan Huyên có thể nói là khiến ba thế lực lớn đỏ mắt ghen tị. Trong một khu nhà nhỏ, Tần Quan và đan thần ngồi đối diện nhau. Đây là lần đầu hai người gặp mặt. Tần Quan chớp mắt hỏi, lúc cô tới đây là từ thời đại nào? Đan thần cười đáp, lúc Đảo Cương trở về. Tần Quan ngẩn người, cũng cười nói, 2025 à? Trời ạ, cô đến sớm hơn ta nhiều lắm. Đan thần cười cười, sau đó nhìn nàng ta, Tần Quan cô nương, cô là người của Liên Minh Ngân Hà à? Tần Quan lắc đầu, không phải, bọn họ có mời ta, nhưng ta không gia nhập. Đan thần có chút không hiểu, tại sao? Tần Quan cười nói, bọn họ muốn thống nhất dị thế giới, đây căn bản là chuyện bất khả thi. Đan thần trầm giọng nói, ta đã từng tiếp xúc với bọn họ, gốc gác của họ rất khủng bố, đều là một đám có tun hách. Tần Quan lắc đầu, đó là do cô chưa thấy người chân chính có hách. Đan thần nhìn về phía Tần Quan, là ai? Tần Quan cười nói, tiểu huyên tử. Đan thần do dự một lúc rồi nói, thành thật mà nói, ta vẫn chưa hiểu rõ về Diệp công tử lắm. Tần Quan cười, ta biết nỗi lo của cô lo mình gia nhập Thư viện Quan Huyên sẽ khiến Thư viện gặp nhiều phiền phức đúng không? Chuyện này cô cứ yên tâm đi. Đan thần cười nói, nghe Tần Quan cô nương nói vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Nói xong, nàng ấy chớp mắt một cái rồi hỏi với vẻ tò mò, Diệp công tử là nhân vật chính hả? Tần Quan cũng chớp mắt theo, lời nói tai bay vạ gió như vậy. Ta không tiết lộ cho đâu, nguy hiểm lắm. Đan thần đã hiểu ý của Tần Quan, nàng ấy bỗng cười, vậy ta yên tâm quá rồi. Hi hi. Hai người phụ nữ chợt cùng cười như hồ ly. Đúng lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện ở một bên, lão cung kính hành lễ với Tần Quan rồi bảo, các chủ, tiết ức của Liên Minh Ngân Hà đến thăm hỏi. Tần Quan khẽ nhíu mày, Liên Minh Ngân Hà. Ông lão gật đầu. Tần Quan suy nghĩ một chút rồi nói, mời vào. Ông lão gật đầu, xoay người lui đi. Một lát sau, một người đàn ông đã đi đến, người này mặt trường bào trắng tinh, trong tay cầm một thanh quạt, trông rất phong thái ngời ngời. Tiết ức đi tới trước mặt hai cô gái rồi cười nói, Tần các chủ, đan thần cô nương, tại hạ là Tiết ức, cũng đến từ Yên Kinh. Tần Quan cười đáp, vậy là đồng hương rồi. Đồng hương. Tiết ức cười, đúng vậy. Nói xong,
gã nhìn hai cô gái một chút rồi mới nói tiếp, ta đi thẳng vào vấn đề vậy. Minh chủ vốn định tự mình đến đây, nhưng vì một vài lý do khó nói mà phải trì hoãn, vậy nên mới phái ta đến. Chúng ta muốn lần nữa mời hai vị gia nhập vào Liên minh Ngân Hà. Tần quan cười nói, hình như ta đã trả lời rồi mà. Tiết Hức gật đầu, ta biết. Nói rồi, gã lại nhìn Tần quan, Tần các chủ, lần này ta không đại diện cho Liên minh Ngân Hà, mà là đại diện cho hệ Ngân Hà. Đại diện cho hệ Ngân Hà. Tần quan hơi ngẩn người, sau đó hỏi, có ý gì? Tiết Hức trầm giọng nói, hai vị đã đến nơi này rất lâu rồi, phải biết rằng văn minh của hệ Ngân Hà và dị thế chênh lệch đến mức nào. Hiện tại hệ Ngân Hà vì có năng lượng đặc biệt bảo vệ nên người của dị thế mới không thể đi sang chỗ của chúng ta, nhưng một khi năng lượng bảo vệ này biến mất, hệ Ngân Hà tất lâm nguy. Hai cô gái im lặng. Tiết Hức tiếp tục nói, hệ Ngân Hà là một chốn cực lạc, mà chúng ta thân là người của hệ Ngân Hà thì phải có trách nhiệm bảo vệ vùng đất thiêng này. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ là bảo vệ hệ Ngân Hà, không để người dị thế đặt chân vào đấy. Đan Thần đột nhiên nói, theo ta được biết, phàm giới có thông đạo truyền tống đến hệ Ngân Hà, nhưng thông đạo này hình như không dùng được nữa rồi mà. Nói cách khác, hiện tại người của dị thế hẳn là không thể đến hệ Ngân Hà của chúng ta được. Tiết Hức lắc đầu, đó là trước đây thôi. Hai vị cô nương có lẽ là chưa biết, theo tình báo mới nhất của chúng ta thì đã có người của dị thế đến hệ Ngân Hà rồi. Đan Thần khẽ nhíu mày, ai? Tiết Hức nghiêm túc nói, hai người một yêu. Nghe vậy, Tần quan nhìn về phía Tiết Hức nói tiếp, một cô bé dẫn theo một thứ màu trắng, mà cô bé này rất giống yêu thú, thực lực thì không rõ, nhưng lại thường xuyên làm loạn ở bên kia. Ngoài ra còn có một cô gái mặc váy trắng, thực lực người này không yếu, hình như là một vị kiếm tiên. Tần quan suy nghĩ một chút rồi hỏi, các ngươi không chọc vào bọn họ chứ? Tiết Hức nghiêm túc đáp, chúng ta đã phái người đi tìm cô bé và tiểu yêu thú kia rồi. Còn cô gái váy trắng hình như đã rời khỏi hệ Ngân Hà. Thế nhưng chúng ta cũng đã hạ lệnh truy nã, toàn bộ vũ trụ phải truy sát người này. Nói đoạn, gã nắm chặt tay phải lại, trong mắt ánh lên một tia sáng lạnh, dám xâm phạm người Hoa Hạ ta, có xa cũng phải giết. Tần quan dựa vào ghế, im lìm một lúc lâu rồi mới khẽ nói, hành động này. Nồng mùi thiên diệp. Thiên diệp. Không thể không nói, bây giờ Tần quan thật sự rất đau đầu. Tất nhiên nàng ta biết cô bé cùng tiểu yêu thú trong lời Tiết Hức. Đó không phải là nhị nha cùng tiểu bạch sao? Chỗ dựa của hai người này là ai? Là kiếm trụ ảo xanh đấy. Đi giết nhị nha và tiểu bạch, đó là vảy ngược của Dương Bá Phụ đó. Nếu hai đứa nhóc này xảy ra mệnh hệ gì, e là Dương Bá Phụ sẽ san bằng cả hệ Ngân Hà mất. Mà thưa ngài, chuyện này còn chưa phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Liên minh Ngân Hà còn truy nã cô gái váy trắng. Một người xuất hiện từ Bắc, bọn họ trêu vào nổi không? Có thể không? Không thể. Tần quan sắp tuyệt vọng rồi. Đến lúc đó vị đại lão này hỏi một câu, hệ Ngân Hà ở hướng nào? Chủ nhân bút đại đạo có thể đỡ được một kiếm của vị này không? Tần quan đau đầu. Lúc này, Tiết Hức đột nhiên nhìn về phía Tần quan, hình như Tần các chủ biết ba người này. Tần quan suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ các ngươi có thể triệu hồi người của mình về đi được không? Tiết Hức khẽ nhíu mày, tại sao? Tần quan nghiêm túc nói, đều là đồng hương, ta nhắc nhở các ngươi một chút thôi, đừng chọc vào ba người này, các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. Tiết Hức trầm giọng nói, Tần các chủ quen biết bọn họ. Tần quan gật đầu, quen. Tiết Hức liếc mắt nhìn Tần quan, sau đó nói, Tần các chủ, các nàng đã xâm phạm hệ Ngân Hà ta, tội này không thể tha. Tần quan khẽ lắc đầu, các ngươi không biết gì về thực lực của bọn họ. Tiết Hức cười nói, Tần các chủ, các cô không gia nhập Liên minh Ngân Hà nên chắc cũng không hiểu lắm về khả năng của chúng ta rồi. Nói xong, gã khẽ mỉm cười, phàm là người xuyên Việt, ai lại không có tôn hách. Tần quan không biết nói gì hơn. Tôn hách. Đòi hách thắng người phụ nữ kia à? Tần quan còn định nói gì đó tiếp, nhưng Tiết Hức bỗng chen ngang, Tần các chủ, qua không lâu nữa, Liên minh Ngân Hà chúng ta sẽ thống nhất phàm giới. Nếu lúc này gia nhập, hai người đều sẽ là nguyên lão, mà chúng ta cũng sẽ cho các cô giữ lại thư viện Quan Huyên,
tất nhiên là phải quy thuận chúng ta, và đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải gia nhập ngay bây giờ, các cô có thể suy nghĩ lại. Nói rồi, gã đứng dậy rời đi. Đan thần ngồi đối diện Tần Quan trầm giọng nói, có lẽ bọn họ đã hành động gì đó rồi. Tần Quan khẽ lắc đầu, tìm đường chết. Đan thần nhìn về phía Tần Quan cười nói, cô đừng quan tâm mấy chuyện này nữa. Cứ cố gắng luyện đan phát triển sự nghiệp của mình là được rồi. Còn chuyện bên ngoài cứ để ta và Tiểu Huyên Tử xử lý. Đan thần gật đầu. Đúng là nàng ta cũng không quá muốn nhúng tay vào những chuyện này, hiện tại nàng ta chỉ muốn chuyên tâm luyện đan thôi. Tần Quan đột nhiên nói, cô luyện đan xong thì tự giữ lại hay là đi đấu giá? Đan thần suy nghĩ một chút rồi đáp, hiện tại ta cũng là người của thư viện, xây dựng thư viện cũng là trách nhiệm của ta, vậy nên số đan dược ta luyện ra, ta định để một phần lại cho các học sinh tu luyện trong thư viện, phần còn lại có thể đem đi bán kiếm tiền đóng góp xây dựng thư viện. Tần Quan cười nói, có cô gia nhập vào thì tài chính của chúng ta sẽ tăng lên ào ào mất. Mà nếu cô có nhu cầu gì thì cứ nói cho ta hoặc Tiểu Huyên Tử một tiếng nhé. Đan thần gật đầu, được. Tần Quan lại nói, còn một chuyện nữa, cô biết viện chủ võ viện của thư viện chúng ta là ai không? Đan thần lắc đầu. Tần Quan nghiêm túc nói, là Thanh Khâu cô nương, nàng ấy là một người rất tốt, cũng là một người rất dễ nói chuyện. Nếu cô gặp vấn đề gì thì cứ hỏi nàng ấy là một người vô cùng lợi hại. Nhất là ở phương diện tu luyện, ta thấy cô đã bắt đầu tu luyện rồi, nên nếu gặp khó khăn gì cứ đến hỏi nàng ấy. Đan thần gật đầu, được. Tần Quan cười, sau đó nói, vậy cô đi làm việc của mình tiếp đi, ta cũng vậy. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Đan thần nhìn bóng lưng Tần Quan rời đi ở phía xa. Khẽ nói, người này sẽ là nữ chính sao? Phàm Tông. Ngày hôm đó, Tông chủ và các trưởng lão của Phàm Tông đều có mặt đầy đủ. Tông chủ Phàm Tông tên là Mạc Hà, quanh năm bế quan, nhưng hôm nay vì nghe được tin tức quan trọng nên đã xuất quan, đồng thời triệu tập tất cả trưởng lão đến. Mạc Hà nhìn mọi người có mặt ở đây, nói triệu tập tất cả đệ tử ở ngoài Tông môn về. Nghe vậy, các trưởng lão ở đây đều kinh ngạc. Một người trong số đó vội hỏi, Tông chủ, tại sao vậy? Mạc Hà khẽ đáp, hình như dạo này Liên minh Ngân Hà đã có động thái lớn. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Mạc Hà đứng dậy, ta đi một chuyến đến Đại Ngụy. Nói xong, ông ta đã xoay người biến mất. Đại Ngụy, bên trong Hoàng Cung. Trong điện có ba người, một là Mạc Hà vừa tới. Hai là công chúa Ngụy Lam và cuối cùng là hoàng đế Ngụy Nguyên của Đại Ngụy quốc. Ngụy Nguyên trông rất già nua, tóc đã bạc trắng, trên mặt ngập tràn nếp nhăn. Mạc Hà liếc mắt nhìn Ngụy Lam ở bên cạnh, sau đó cười nói, "Lão già, người chuẩn bị để nha đầu này tiếp quản Đại Ngụy à?" Nghe vậy, vẻ mặt Ngụy Lam rất bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đã bất giác run rẩy. Ngụy Nguyên cũng bình tĩnh đáp, "Đại Ngụy sẽ do người có năng lực kế thừa." Người có năng lực kế thừa. Mạc Hà cười mỉa, nói sang chuyện khác, lão già chắc đã cảm nhận được vài hơi thở thần bí rồi chứ. Ngụy Nguyên gật đầu. Mạc Hà cười nói, vậy ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Phàm giới chúng ta đột nhiên xuất hiện mấy vị bá chủ viễn cổ, chuyện này tất nhiên không phải điều bình thường. Mà theo ta được biết, mấy vị bá chủ viễn cổ kia đều đến từ hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà. Ngụy Nguyên đứng một bên chỉ im lặng không nói gì. Mạc Hà cười nói, không cùng chủng tộc với chúng ta, tất có lòng dạ khác. Mục đích của hệ Ngân Hà vẫn luôn rất rõ ràng, đó là xưng bá vũ trụ của chúng ta. Mà muốn thống trị vũ trụ này thì Phàm Tông và Đại Ngụy sẽ đứng mũi chịu sào. Vì vậy, lão già, có muốn liên thủ không, nói đi. Nói xong, ông ta nhìn thẳng vào Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên im lặng một lúc rồi nói, ngươi chắc chắn muốn ra tay với bọn họ. Mạc Hà gật đầu, vô cùng chắc chắn. Ngụy Nguyên khẽ nhíu mày, bá chủ viễn cổ cũng không thể ra tay ở bên ngoài, cho dù có đến hàng chục tên bá chủ xuất hiện thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mạc Hà cười nói, tất nhiên ta biết điều đó, thế nhưng những bá chủ viễn cổ này còn dẫn theo mấy người, đều là cảnh giới dưới đạo chi, mà bọn họ tuy không thể ra tay, nhưng vẫn có thể ngăn chúng ta không làm gì được. Không chỉ thế, mục đích lần này bọn họ đến hẳn là muốn ngăn chúng ta tiến vào hư vô chi địa, đây là muốn nhổ cỏ tận gốc.
Nghe vậy, lông mày Ngụy Nguyên nhíu chặt lại. Mạc Hà cười nói, Đại Ngụy không thể chỉ lo mỗi thân mình. Nếu Phàm Tông ta bị diệt thì tiếp theo cũng là Đại Ngụy ngươi. Vẻ mặt Ngụy Nguyên vẫn bình tĩnh. Thấy thế, Mạc Hà nhăn mày lại, đột nhiên ông ta cảm thấy có gì đó không đúng. Như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt ông ta chợt tái đi, đang định đứng dậy rời đi thì Ngụy Nguyên ở bên đột nhiên cười nói, Mạc Tông chủ, muộn rồi. Dứt lời, bỗng có một người đàn ông chậm rãi bước vào đại điện. Nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt Mạc Hà lập tức trở nên khó coi. Minh chủ liên minh Ngân Hà Tiêu Thanh. Tiêu Thanh cười nói, Mạc Tông chủ, hình như ngươi rất bất ngờ. Mạc Hà vô cảm, ông ta quay sang nhìn Ngụy Nguyên, tại sao? Ngụy Nguyên bình tĩnh nói, Mạc Tông chủ, ta quên nói với ngươi một chuyện, tiểu nữ nhà ta đã đính hôn với thiếu minh chủ liên minh Ngân Hà Lâm Thiên rồi, một tháng sau hai đứa sẽ kết hôn. Liên hôn. Phía dưới, vẻ mặt Ngụy Lam vẫn bình tĩnh tựa nước, không có lấy chút dậy sóng nào. Mạc Hà nhìn Ngụy Nguyên rồi cười nói, tranh ăn với hổ. Nhưng Ngụy Nguyên lại lắc đầu, Mạc Tông chủ, không lập mưu với hổ, chẳng lẽ lại lập mưu cùng sói. Mạc Hà cười to, ta thật sự không ngờ rằng hai nhà các ngươi đã sớm cấu kết với nhau. Đúng là khiến ta bất ngờ. Nói rồi, ông ta nhìn hai người một lượt, cười bảo, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta thật sự không có chút phòng bị nào sao? Nghe vậy, Tiêu Thanh và Ngụy Nguyên đều nhíu mày lại. Mạc Hà quay sang một bên, cười nói, lão ma, đi ra đi. Nghe vậy, một trưởng lão chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người này, Tiêu Thanh ở bên nhíu chặt mày lại. Tinh Hà Vực. Tinh Hà Vực, ma trưởng lão đi tới, ông ta nhìn hai người một chút, sau đó lạnh lùng nói, Tinh Hà Tông và Phàm Tông đã kết minh, cùng tiến cùng lùi. Nghe vậy, Tiêu Thanh đột nhiên cười nói, Mạc Tông chủ, không thể không nói, hành động của ông cũng khiến ta bất ngờ thật đấy. Không ngờ ông cũng đã sớm cùng một ruột với Tinh Hà Tông. Mạc Hà lạnh lùng nói, như nhau cả thôi. Tiêu Thanh nhìn Mạc Hà, đáng tiếc vô dụng thôi. Trừ khi hiện tại Tinh Hà Tông có thể dẫn toàn bộ cường giả của bọn họ đến phàm giới. Ma trưởng lão đột nhiên cười khẽ, đó chẳng phải là chuyện rất đơn giản sao? Đúng lúc này, Ngụy Lam trong điện đột nhiên nói, vừa nhận được tin tức, hơn một vạn cường giả đỉnh cấp bỗng tiến vào phàm tông. Nghe vậy, Tiêu Thanh và Ngụy Nguyên đều nhíu mày lại. Ngụy Nguyên đột nhiên mở miệng, ta thật sự có hơi ngạc nhiên, Tinh Hà Tông chưa bao giờ dính líu gì đến phàm giới. Tại sao bây giờ lại giúp Phàm Tông? Tông chủ Phàm Tông cười nói, từ hôm nay, Phàm Tông ta sát nhập với Tinh Hà Tông. Sát nhập. Nghe vậy, Ngụy Nguyên liền híp mắt lại. Sát nhập vào à? Điều này có nghĩa là Phàm Tông từ bỏ chủ quyền, gia nhập vào trong Tinh Hà Tông, trở thành một thành viên của Tinh Hà Tông. Ngụy Nguyên nhìn Mạc Hà, người cam lòng ư? Mạc Hà cười nói, đổi nền tảng khác. Có lẽ sẽ có sự phát triển tốt hơn. Nói rồi, ông ta nhìn hai người một lát rồi mới tiếp tục, nếu muốn đánh thì cả hai bên cùng cá chết lưới rách. Lão ma ở một bên nhìn hai người kia một cái, sau đó cũng nói, Tinh Hà Tông tiếp tới cùng. Nói xong, hai người rời đi. Trong điện, Tiêu Thanh và Ngụy Nguyên đều trầm mặc. Sự gia nhập của Tinh Hà Tông khiến bọn họ có chút trở tay không kịp, hoàn toàn làm rối hết mọi kế hoạch của bọn họ. Lúc này, Tiêu Thanh đột nhiên nói, bàn bạc lại thôi. Nói xong, gã xoay người rời đi. Trong điện chỉ còn lại Ngụy Lam và Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên nhìn về phía Ngụy Lam, nhà đầu, gả con cho Lâm Thiên, con có oán trách trong lòng không? Ngụy Lam bình tĩnh đáp, không oán. Ngụy Nguyên nhìn Ngụy Lam, không nói lời nào. Ngụy Lam nói, con vốn là người của Đại Ngụy, vì Đại Ngụy. Đừng nói xuất giá, cho dù có chết con cũng bằng lòng. Ngụy Nguyên khẽ thở dài, trong đôi người ánh lên một tia tiếc nuối đầy phức tạp. Đáng tiếc nàng thân là nữ nhi. Một lát sau, Ngụy Lam rời khỏi đại điện, bên ngoài điện, Bạch Y chậm rãi bước đến trước mặt Ngụy Lam, hắn ta nhìn Ngụy Lam không nói lời nào. Ngụy Lam cũng chẳng nói gì, cứ đi về phía xa. Bạch Y đột nhiên nói, gả cho Lâm Thiên là ý của bệ hạ, hay là ý của bản thân điện hạ? Ngụy Lam dừng bước lại, có gì quan trọng không? Bạch Y gật đầu, quan trọng chứ. Ngụy Lam im lặng một lát rồi nói, ta mang trách nhiệm trên người.
Bạch Y đi tới trước mặt Ngụy Lam, hắn ta nhìn thẳng vào Ngụy Lam, người có đồng ý buông bỏ tất cả đi cùng ta không? Ngụy Lam nhìn về phía Bạch Y, im lặng một lát rồi đột nhiên cười nói, Bạch Y, người biết một người phụ nữ cần nhất là gì không? Bạch Y im lặng. Ngụy Lam khẽ nói, một người phụ nữ, cần nhất chính là một người đàn ông có thực lực. Yêu à, đó chỉ là phù du thôi. Bởi vì lòng người dễ đổi, đàn ông hôm nay nói yêu ngươi, có thể ở khoảnh khắc đó hắn thật sự yêu ngươi, nhưng ngày mai thì sao, tương lai thì sao? Ta chưa bao giờ tin vào tình yêu, ta chỉ tin vào thực tế, ngươi nói ngươi yêu ta, đừng chỉ nói ngoài miệng thôi, hãy cho ta thấy thực tế đi. Nói rồi, nàng ta lại cười nhạo một tiếng, trong thế giới trần tục, những cô gái trẻ bị đàn ông dụ dỗ đôi câu đã đòi sống đòi chết, cuối cùng mấy ai có kết quả tốt. 8-9 phần đều chọn nhầm người. Chuyện ngu xuẩn nhất của một người phụ nữ chính là đánh cược tương lai của mình cho một tên đàn ông. Ta không tin đàn ông, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Bạch Y nhìn thẳng vào Ngụy Lam, vậy nên, những sự nỗ lực trong mấy năm qua của ta, trong mắt người chỉ là phù du thôi sao? Ngụy Lam lắc đầu, năng lực của ngươi không gánh nổi dã tâm của ta. Ở cùng ngươi, ta đã có thể nhìn thấy được tương lai đó. Nói rồi, nàng lại nhìn Bạch Y, đừng nói những thứ khác, ngay cả cửa ải của phụ vương và hoàng thất, ngươi cũng không thể bước qua nổi đâu. Ngươi có tự tin thì ngay bây giờ bước vào trong điện, đứng trước mặt phụ vương nói Lâm Thiên không xứng với ta, Bạch Y ngươi muốn thành hôn với ta. Ngươi dám không? Sắc mặt Bạch Y lập tức trở nên khó coi. Ngụy Lam lại lắc đầu, ở cùng với ngươi, tất cả những khó khăn ta gặp đều phải tự mình gánh vác. Nói rồi, nàng ta lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đặt vào trong tay Bạch Y, không có thực lực, đừng đòi tròi mâm son. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Bạch Y đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trong tay một hồi. Sau đó, hắn ta nở nụ cười tự giễu. Rồi hắn ta xoay người rời đi. Bên kia, khi Ngụy Lam đi đến bờ sông, có một ông lão xuất hiện bên cạnh nàng ta. Ông ta nói, Bạch Y công tử đi rồi. Ngụy Lam khẽ nói, ta biết. Ông lão do dự, nha đầu, lời của ngươi tổn thương hắn ta rất nhiều. Ngụy Lam vẫn bình thản, ta phải khiến hắn nhìn rõ thực tế. Ông lão thở dài, Ngụy Lam cười khẽ, ta cũng đã nhìn rõ thực tế thế nào, phải nói là có chút thất vọng. Ông lão nhìn nàng ta, thất vọng. Ngụy Lam cười, ta bảo hắn ta về hỏi cha ta. Tam thúc cho rằng ta đang đùa với hắn ư. Không, ta đang cực kỳ nghiêm túc, nhưng hắn ta không có dũng khí đi hỏi hay phản kháng. Đứng trước gia tộc khổng lồ của chúng ta, hắn hoàn toàn không có một chút dũng khí nào. Ông lão, nếu hắn ta đi thật thì sao? Ngụy Lam nhắm mắt lại, thì ta sẽ tin rằng hắn thật sự yêu ta. Bởi vì nếu người thật lòng yêu người khác thì có thể bỏ ra hết thảy vì đối phương, cho dù là sinh mệnh chứ nói chi chỉ một câu hỏi. Ông lão im lặng. Ngụy Lam tiếp tục, tình yêu đôi khi được miêu tả vô cùng tốt đẹp, nhưng đứng trước thực tế, nó thường không thể chịu nổi một kích. Nàng ta nhìn con cá tung tăng bơi trong hồ, nói, lũ cá này bị nhốt tại đây, không có tự do, chúng ta thì khác gì. Vũ trụ vô tận này chính là ao, muôn vàn chúng sinh chính là cá. Ông lão thở dài, nhà đầu, người đã phải chịu đựng quá nhiều. Ngụy Lam cười, vị Diệp công tử kia gần đây có động tĩnh gì không? Ông lão lắc đầu, nghe nói hắn vẫn luôn tu luyện từ khi rời khỏi bí cảnh, đến nay vẫn chưa xuất quan. Ngụy Lam thì thầm, đến nay vẫn chưa xuất quan. Ông lão, nhà đầu ngươi có vẻ tò mò về hắn. Sau một hồi im lặng, Ngụy Lam nói, từ hôm nay về sau, phàm giới sẽ chia thành thế chân vạc giữa hai nhà. Thư viện Quan Huyên có thể chính là nhân tố phá cục. Nàng ta đứng dậy, chúng ta đến đó. Thư viện Quan Huyên. Một ngày nọ, Diệp Huyên xuất quan. Được Thiên Trần giúp đỡ, hắn đã hấp thu hoàn toàn truyền thừa của hắn ta, nhưng vẫn chưa đủ. Chưa đủ lắng đọng. Bấy nhiêu đó chưa đủ để giúp hắn đạt đến vô đạo cảnh trong truyền thuyết. Nhưng cũng không hoàn toàn vô dụng, bởi truyền thừa của Thiên Trần cũng đã giúp thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Cả người hắn cũng toát ra vẻ tang thương hơn. Diệp Huyên đứng ở cổng viện. Nhìn về phía xa, tuy chỉ mới qua vài ngày nhưng hắn lại có cảm giác đã cách một đời. Tu luyện không có 5 tháng. Khi đắm chìm trong tu luyện,
con người ta rất dễ dàng xem nhẹ thời gian trôi đi. Thiên Trần đứng cạnh hắn. Sau khoảng thời gian chung đụng vừa qua, ông ta ngày càng tôn kính Diệp Huyên. Vị Diệp thiếu này đúng kiểu gian lận. Quá là phi lý. Cứ thế này thì tương lai của toàn vũ trụ đều sẽ nằm trong tay hắn. Mấu chốt là Thiên Trần hiện giờ cũng không đánh lại Diệp Huyên nữa. Vào lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên chính là Đan Thần. Nàng ấy mỉm cười hỏi, xuất quan rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, cô ở thư viện vẫn khỏe chứ? Đan Thần cười, rất tốt, ta rất thích không khí nơi này. Diệp Huyên gật gù, thế thì tốt rồi. Đan Thần ra vẻ do dự, ta có thu nhận rất nhiều tu sĩ luyện đan, ngươi sẽ không phiền chứ? Diệp Huyên, bao nhiêu? Đan Thần thành thật nói, mấy trăm nghìn. Diệp Huyên ngẩn ra. Đan Thần cười khổ, hơi nhiều nhỉ. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, đừng nói là cô gặp ai cũng nhận nhé. Đan Thần nói ngay, không có. Không phải gặp ai cũng nhận, ta làm theo quy định của thư viện, chỉ nhận người có nhân phẩm tốt thôi. Diệp Huyên cười, thế thì không thành vấn đề. Đan Thần nghe vậy thì thả lỏng hẳn ra, cười nói ta tặng ngươi thứ này. Sau đó đưa một chiếc bình ngọc trắng cho Diệp Huyên. Hắn tò mò hỏi, đây là gì? Đan Thần, đan dược mới nhất, dùng để chữa thương, chỉ cần thần hồn không bị tổn hại thì vết thương lớn nhỏ cỡ nào cũng có thể tự hồi phục. Diệp Huyên cười, cảm ơn cô. Đan Thần đáp lễ, không có chi, ta đi làm việc tiếp đây. Sau đó xoay người rời đi. Để lại Diệp Huyên trầm ngâm quan sát bình ngọc trong tay. Chữa thương. Hắn bỗng nhớ đến huyết mạch bất tử. Hắn vốn có huyết mạch này bên cạnh huyết mạch phong ma, nhưng khi sức mạnh hắn gia tăng thì năng lực của nó đã không đủ dùng, vì vậy hắn dần bỏ nó sang một bên. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chợt kích hoạt huyết mạch bất tử. Đồng thời hắn quyết định rèn giũa nó. Nếu nó được thăng cấp, bất tử đế tộc cũng sẽ được lợi theo. Hắn chưa từng quên họ. Thế là hắn bắt đầu cưỡng chế nâng cao huyết mạch bất tử. Hắn hoàn toàn có thể làm được điều này với thực lực hiện nay, nhưng với huyết mạch phong ma thì tạm thời không thể. Ai bảo nó biến thái quá, muốn nâng cao cũng không dễ chút nào. Chừng nửa giờ sau, một luồng uy áp huyết mạch khủng khiếp ùa ra từ cơ thể hắn. Huyết mạch đã đột phá. Cùng lúc ấy, trong bất tử đế tộc tại vũ trụ cửu duy, huyết mạch của tất cả bọn họ đồng thời chấn động. Đông Lý Tịnh ở trong một tòa đại điện, nó ngẩng phát dậy rồi đi ra ngoài, nhìn vào hư không xa xôi. Rất lâu sau đó, một tia an lòng lóe lên trong mắt. Bởi bà biết đây chính là Diệp Huyên đang trợ giúp bất tử đế tộc. Việc hắn nâng cao huyết mạch bất tử đương nhiên mang lại lợi ích hết sức to lớn cho cả tộc. Trước kia, khi bà gạt phăng ý kiến người khác, dốc lòng trợ giúp hắn cũng không ngờ sẽ nhận lại được nhiều đến vậy. Tất cả đều là nhân quả. Trong thư viện, sau khi nâng cao huyết mạch bất tử rồi, Diệp Huyên ngạc nhiên nhận ra khả năng tự hồi phục của nó cũng được đề cao thêm nhiều lần. Đương nhiên là mang lại lợi ích rất lớn cho hắn. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Huyên hứng chí bật cười. Lúc này, có một cô gái đi đến, chính là công chúa Đại Ngụy Ngụy Lam. Nàng ta cười hỏi, Diệp công tử xuất quan rồi sao? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ. Đáp lời, thì ra là Lam công chúa. Ngụy Lam hỏi, có thể trò chuyện với Diệp công tử một chút không? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên. Ngụy Lam gật đầu rồi cùng hắn đi sang một bên. Thiên Trần thì thức thời lùi lại. Đang đi, Ngụy Lam hỏi, Diệp huynh đã biết có chuyện gì xảy ra trong thời gian này chưa? Diệp Huyên lắc đầu, ta vừa xuất quan, còn chưa biết. Ngụy Lam liếc hắn. Đoạn kể cho hắn nghe những gì vừa xảy ra. Nghe nàng ta nói xong rồi, Diệp Huyên lắc đầu cười, xem ra bão táp sắp ập đến phàm giới rồi đây. Ngụy Lam gật đầu, đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì thêm. Ngụy Lam chợt nhìn hắn, nếu thư viện Quan Huyên dính vào phân tranh, Diệp công tử sẽ lựa chọn bên nào? Hắn ngẫm nghĩ một hồi, thư viện Quan Huyên sẽ không làm vậy. Ngụy Lam, nếu bị thì sao? Diệp Huyên cười, không có chuyện đó. Ngụy Lam mỉm cười, ý ta là bị động liên lụy vào.
Diệp Huyên khẽ cười, một khi ta có dính líu vào, phân tranh sẽ kết thúc. Ngụy Lam sửng sốt. Diệp Huyên nhìn nàng ta, Lam công chúa, từ trước đến nay, ai đối đầu với ta chỉ có hai kết quả, đầu hàng hoặc chết. Sau đó hắn cất bước đi. Ngụy Lam im lặng đứng tại chỗ một hồi rồi bắt kịp, nói, sự tự tin của Diệp công tử khiến ta phải bất ngờ. Diệp Huyên cười, những lúc ta nói thật thì lại có rất ít người tin. Nếu cô không tin thì ta cũng có thể hiểu. Ngụy Lam, ta tin. Diệp Huyên quay lại, thấy nàng ta cười nói, ta hỏi Diệp công tử vấn đề này được không? Diệp Huyên gật đầu, cô hỏi đi. Ngụy Lam, chúng ta lần đầu gặp nhau là ở tinh không bên kia, đúng không nhỉ? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ngụy Lam, lúc ấy hình như ta có bỏ lơ Diệp công tử, khi ấy công tử thấy thế nào? Diệp Huyên cười, Ngụy Lam cô nương cho rằng ta sẽ cảm thấy thế nào sao? Ngụy Lam sửng sốt. Sau đó bật ra một tiếng cười tự giễu. Nàng ta vốn cho rằng Diệp Huyên có khúc mắc trong lòng, nào ngờ đến bây giờ mới hiểu ra khi ấy hắn hoàn toàn không để nàng ta vào mắt. Người ta căn bản không chú ý đến nàng ta. Ngụy Lam khe khẽ thở dài, hỏi, là ta tự nghĩ nhiều. Diệp Huyên chợt hỏi, Ngụy Lam cô nương từng nói cô có hôn ước với Lâm Thiên của Ngân Hà Minh. Ngụy Lam gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên chỉ cười một tiếng rồi thôi. Điều này rõ ràng cho thấy liên minh Ngân Hà và Đại Ngụy về sau sẽ đứng cùng một phe. Nghĩ đến đây, chân mày hắn nhíu lại. Ngụy Lam nói đúng, e rằng thư viện Quan Huyên không thể nào bo bo giữ mình trong cuộc phân tranh này. Hắn nói với nàng ta, Lam điện hạ, từ khi quen biết đến nay, ta luôn nghĩ cô là một cô gái thông minh, nhưng vì sao bây giờ lại khờ khạo như vậy? Ngụy Lam giật mình. Diệp Huyên tiếp tục, cô không nhận ra mình đã trở thành con tốt thí hay sao? Ngụy Lam im lặng. Diệp Huyên, cô có dã tâm rất lớn, chắc chắn muốn thâu tóm toàn bộ Đại Ngụy. Nhưng đúng lúc này cha cô lại muốn cô đi thành thân, chẳng lẽ cô không nhìn ra dụng ý đằng sau? Cha cô đã thí cô rồi. Cô nghĩ xem, nếu ông ta thật sự muốn cô kế thừa Đại Ngụy thì sao có thể để cô đi cưới người khác? Mà cô nghĩ mình gả sang Ngân Hà Minh rồi có còn được xem trọng hay không? Đương nhiên không, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, cô sẽ bị cha cô đá khỏi trung tâm quyền lực. Ngụy Lam vẫn bảo trì trầm mặc. Diệp Huyên tiếp tục, lựa chọn tốt nhất của cô là gì? Là không lấy ai hết, ở lại Đại Ngụy, chỉ khi ấy cô mới có cơ hội thừa kế. Ngụy Lam nhìn hắn, Diệp công tử hẳn cũng biết, có đôi khi, con người ta thân bất do kỷ. Diệp Huyên cười, liệu Lâm Thiên có giúp cô thừa kế Đại Ngụy không? Ngụy Lam lắc đầu. Diệp Huyên chỉ vào mình, ta thì có. Ngụy Lam ngạc nhiên, ngươi. Diệp Huyên gật đầu, chỉ cần cô bằng lòng gia nhập thư viện Quan Huyên, ta sẽ giúp cô. Ngụy Lam nhìn hắn, ta gia nhập rồi, nghĩa là Đại Ngụy về sau cũng thuộc về thư viện Quan Huyên. Nói chúng tim đen, nhưng Diệp Huyên chỉ cười, Lam cô nương, tầm nhìn như thế còn hẹp lắm. Hắn chỉ vào tinh không xa xôi, cô chỉ nhìn thấy phàm giới. Còn ta thì thấy cả vũ trụ vô tận, một Đại Ngụy bé còn con đã là gì? Ngụy Lam nhìn hắn, người đang gạt ta đúng không? Diệp Huyên bèn lấy bút đại đạo bên hông ra, cô biết vật này không? Ngụy Lam quan sát một hồi, đồng tử rụt lại, bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, ta kể cô nghe một bí mật này. Chủ nhân bút đại đạo đã chuẩn bị để ta tiếp nhận vũ trụ vô tận. Số mệnh của vô vàn chúng sinh sau này đều do ta viết nên. Bút đại đạo. Ngụy Lam lẳng lặng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Trực giác nàng ta mách rằng người này chỉ đang khua môi múa mép lừa gạt. Nàng ta dẫu sao cũng lớn lên trong hoàng cung chứ không phải ăn chay, nếu đầu óc không linh hoạt thì đã không thể sống được đến hôm nay rồi. Nhưng bút đại đạo lại là thật. Bút đại đạo là thật. Ngụy Lam liếc nhìn cây bút sắt bên hông Diệp Huyên, thấp giọng thở dài, Diệp công tử quả thật là ngày càng bí ẩn. Càng tiếp xúc nhiều với hắn, nàng ta phát hiện hắn càng có nhiều điều bí hiểm. Một người thanh niên thần bí. Diệp Huyên cười, đây là một câu hỏi cho cô, Lam điện hạ, bây giờ phải xem cô sẽ lựa chọn thế nào. Ngụy Lam, ý ngươi là ngươi chỉ giúp ta nếu ta đồng ý gia nhập thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên gật đầu. Hắn chưa tốt đến mức giúp người không công. Nàng ta không gia nhập thư viện Quan Huyên tức chưa phải là người của hắn.
vì sao phải giúp? Sau một hồi im lặng, Ngụy Lam hỏi, có gì để ta tin rằng đi theo ngươi sẽ tốt hơn theo Liên Minh Ngân Hà? Diệp công tử hẳn cũng biết ta sẽ phải từ bỏ những gì nếu lựa chọn ngươi. Diệp Huyên chỉ chớp mắt, cô cũng có thể không theo ta, sao cũng được mà. Ngụy Lam lẳng lặng siết chặt tay phải. Người này không dễ bị dụ. Có nên đánh cược không? Nàng ta lưỡng lự. Bởi nàng ta biết rõ thua cược sẽ có hậu quả thế nào. Diệp Huyên chỉ cười, đây là lựa chọn của cô, ta không ép buộc. Sau đó xoay người rời đi. Bỗng nghe Ngụy Lam la lên, ta đồng ý. Diệp Huyên dừng bước, quay lại nhìn nàng ta, Lam cô nương phải suy nghĩ cho kỹ. Chọn ta, cô có thể đắc tội với toàn thể Liên Minh Ngân Hà, thậm chí là cha cô. Ngụy Lam chỉ vừa đi tới vừa cười, ta chọn tin Diệp công tử. Ngụy Lam nhìn vào mắt hắn, không vì sao cả chỉ tin thôi. Nàng ta đang đánh cược. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, nói chúng ta đến Đại Ngụy thôi. Ngụy Lam thoáng ngẩn ra, đến đó làm gì? Diệp Huyên cười, bây giờ cô đã là người của thư viện Quan Huyên, chuyện của cô nên do ta giải quyết. Đi thôi, đến đó bảo cha cô giải trừ hôn ước của cô và Liên Minh Ngân Hà. Nói rồi hắn cất bước đi. Ngụy Lam thừa người ra nhìn theo một khoảng mới vội vàng đuổi theo. Hoàng cung Đại Ngụy. Ngụy Nguyên nhìn người đứng trước mặt mình, giải trừ hôn ước. Diệp Huyên gật đầu, chính xác. Ngụy Nguyên quay sang nhìn Ngụy Lam, là ý của con. Nàng ta gật đầu, phải. Đôi mắt Ngụy Nguyên nheo lại, lóe lên vẻ lạnh lùng, con có biết mình đang làm gì không? Ngụy Lam vừa toan mở miệng thì Diệp Huyên đã nói, nàng ta biết rất rõ. Ngụy Nguyên lập tức không nể nang gì, Diệp công tử, đây là chuyện trong nhà ta. Diệp Huyên chỉ búng nhẹ ngực áo, thuận tay lấy bút đại đạo ra, nói, bây giờ nàng đã là người của thư viện Quan Huyên. Ánh mắt Ngụy Nguyên rơi vào bút đại đạo, sau đó lập tức đứng dậy, run rẩy cất giọng, đây là bút đại đạo. Diệp Huyên chớp mắt, nó trong mắt ta thì chỉ là một cây bút tầm thường mà thôi. Bút đại đạo. Ánh mắt Ngụy Nguyên nhìn Diệp Huyên đã thay đổi. Ông ta ngập ngừng, Diệp công tử và chủ nhân bút đại đạo. Hắn cười, thật sự không có liên quan gì hết. Ngụy Nguyên im luôn. Ngươi không có liên quan gì với chủ nhân bút đại đạo. Mà cây bút lại nằm trong tay ngươi. Diệp Huyên lại nói, ông là phụ thân của Lam cô nương nên ta gọi là Lão Ngụy vậy. Lão Ngụy, một cường giả bá chủ viễn cổ như ông lại áp chế cảnh giới, ở lại thế tục này, mục đích là gì? Ngụy Nguyên không đáp. Diệp Huyên cười, đơn giản là hai chữ lợi ích. Bởi vì việc tu luyện của các ông cũng cần số tài nguyên khổng lồ, đúng chứ? Ngụy Nguyên gật đầu. Diệp Huyên, các ông tranh giành phàm giới là vì lợi ích, nhưng dường như ông đã quên rằng nơi đó do chủ nhân bút đại đạo tạo ra. Những lời này khiến sắc mặt Ngụy Nguyên sa sầm. Ông ta quả thật đã xem nhẹ việc này. Diệp Huyên tiếp tục, chủ nhân bút đại đạo mới là chủ nhân phàm giới. Ngụy Nguyên nhìn hắn, đây là ý muốn của chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên cười, ông thấy sao? Ngụy Nguyên im lặng, ông ta thật sự không rõ đây là ý của ai, chủ nhân bút đại đạo hay Diệp Huyên. Trực giác mách bảo rằng tên thanh niên này đang bịp ông ta. Diệp Huyên lại nói, trật tự. Ngụy Nguyên nheo mắt nhìn hắn, trật tự. Diệp Huyên gật đầu, chủ nhân bút đại đạo muốn dựng nên một trật tự hoàn toàn mới, còn ta chính là người phát ngôn của trật tự đó. Ngụy Lam quay phát qua nhìn hắn đầy sửng sốt. Ngụy Nguyên cũng nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Diệp Huyên hỏi, không tin sao? Ngụy Nguyên nhìn bút đại đạo bên hông hắn, không đáp lời. Diệp Huyên cười, thật ra ta hoàn toàn không cần phải nói những điều này với ông, nhưng vì ta và Ngụy Lam cô nương là bạn, ta không muốn thấy nàng và gia tộc của nàng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lão Ngụy à, thư viện của ta chính là trật tự mới ấy. Ta không chỉ muốn xây dựng nó ở phàm giới mà còn ở khắp vũ trụ. Ta tin rằng các ông cũng từng điều tra về ta. Ngụy Nguyên cắt ngang, chưa từng. Diệp Huyên ngây ngẩn nhìn ông ta, nghe ông ta trần trừ nói, ta thật sự chưa từng điều tra. Diệp Huyên đen mặt, chẳng lẽ việc ta xuất hiện không khiến ông thấy sợ hãi gì hết? Ngụy Nguyên nhìn hắn, đúng vậy. Mặt Diệp Huyên lập tức đen thêm một bậc.
Ngụy Lam bỗng lên tiếng, ta có điều tra về Diệp công tử. Diệp Huyên cười, vậy Lam cô nương hẳn là biết ta vẫn luôn tiến về phía trước, còn kẻ địch của ta gặp phải kết cục gì. Ngụy Lam hạ giọng, không đầu hàng thì cũng gia nhập với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, quay sang Ngụy Nguyên, lão Ngụy à, đại Ngụy là siêu thế lực ở phàm giới, nhưng ở trong vũ trụ thì chẳng là gì cả. Những việc khác thì ta không muốn nhiều lời. Khi ta bước chân khỏi đại điện này, nếu ông không cho ta một đáp án rõ ràng thì xem như đại Ngụy chính là đối tượng sẽ bị chủ nhân bút đại đạo trừng trị. Hắn nói xong thì xoay gót đi. Ngụy Lam nhìn Ngụy Nguyên đầy do dự. Bỗng nàng ta nghe Diệp Huyên cười lên, đi thôi Lam cô nương. Không gia nhập thư viện Quan Huyên là quyền tự do của cha cô. Nhưng ta tin rằng sẽ có ngày ông ta phải van xin cô thừa kế đại Ngụy, nhưng đến lúc ấy cô sẽ cho rằng đại Ngụy là cái thứ gì. Hắn nói xong thì xoay gót đi. Sau một thoáng im lặng, Ngụy Lam đi theo. Nàng ta đang vô cùng lo lắng. Bởi nàng đang đánh cược. Một ván cược tất tay. Dùng chính tiền đồ tương lai của mình làm tiền cược. Bởi vì một khi nàng ta đi theo Diệp Huyên, mà Ngụy Nguyên không thay đổi ý kiến, có nghĩa là quan hệ giữa nàng và đại Ngụy hoàn toàn chấm dứt tại đây. Nàng ta có thủ đoạn, có đầu óc. Nhưng không có chỗ dựa mạnh mẽ và nâng đỡ thì cũng không là gì đáng chú ý. Đây là canh bạc lớn nhất đời nàng ta. Diệp Huyên đã đi đến cửa nhưng Ngụy Nguyên vẫn không lên tiếng. Ngụy Lam nhắm mắt lại, bỗng có tiếng Ngụy Nguyên vang lên, "Diệp công tử." Diệp Huyên dừng bước. Ngụy Nguyên nhìn hắn, "Ta không tin chủ nhân bút đại đạo muốn lập nên một trật tự mới, cũng không tin ngươi là người được y chọn. Vì đó chỉ có thể là người thiên mệnh, nhưng ngươi lại không phải." Ông ta vươn tay, đẩy một quyển trục chậm chậm bay về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, đây là tư liệu cá nhân của ngươi. Bên trong có một mục được những kẻ địch cũ của ngươi đánh giá, bịp bợm, thích lừa gạt người, nói 10 câu chỉ có một câu là thật. Ông ta mỉm cười, ngươi muốn dùng dăm 3 câu để toàn thể đại Ngụy dốc sức vì ngươi ư. Ta không phải Lam nha đầu, bão táp mưa xa ta từng chứng kiến còn nhiều hơn số bữa cơm ngươi từng ăn. Diệp Huyên chỉ quay đầu lại cười, ông quên một thứ, đó là những kẻ địch từng đánh giá ta đều đã chết, nhưng những người tin ta vẫn còn sống tốt. Sau đó hắn đi ra ngoài. Thấy Ngụy Lam cũng toàn đi theo, Ngụy Nguyên nói, con bước ra khỏi đại điện này tức không còn là người đại Ngụy nữa. Tất cả những gì con từng có sẽ biến mất ngay lập tức. Sau một thoáng im lặng, Ngụy Lam vẫn sải bước ra ngoài. Trong điện, sắc mặt Ngụy Nguyên xa sầm. Ông ta không ngờ một người luôn tỉ mỉ cẩn trọng như Ngụy Lam lại chấp nhận một canh bạc lớn như vậy. Ông ta biết tính con gái mình, không chỉ thận trọng mà còn rất thực tế, quan trọng nhất là rất có đầu óc. Nói cách khác, phải có lý do gì đó để nàng ta tin tưởng Diệp Huyên đến vậy. Nghĩ thế, Ngụy Nguyên nhắm mắt lại. Ông ta đã không còn đường lui. Đại Ngụy đã tồn tại vô số đời. Sao ông ta có thể nào tùy tiện nghe theo Diệp Huyên mà ngoan ngoãn thần phục cho được? Đừng nói chi Diệp Huyên, cho dù là chủ nhân bút đại đạo đứng đây, ông ta cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Trừ khi thật sự đánh không lại người đó. Một chốc sau, Ngụy Nguyên bất chợt đứng dậy, chạy thẳng đến Liên minh Ngân Hà. Tìm Liên minh Ngân Hà. Còn một lý do quan trọng nữa mà ông ta không tin Diệp Huyên, đó là vì chủ nhân bút đại đạo ở tại hệ Ngân Hà. Mà trong Liên minh Ngân Hà đều là người từ nơi đó đến. Người của Liên minh Ngân Hà càng có tư cách đại diện cho Ngân Hà Tông. Rời khỏi Hoàng cung đại Ngụy rồi, Diệp Huyên dừng bước, quay lại nhìn Ngụy Lam phía sau. Nàng ta đi đến, cười nói, bây giờ ta không còn gì nữa rồi. Diệp Huyên cười, sao lại thế được, cô có thư viện, có ta đây. Ngụy Lam lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên hỏi, cô tin ta chứ? Ngụy Lam gật đầu. Diệp Huyên, vì sao? Ngụy Lam nhìn hắn, vì ngươi dám đi vào Hoàng cung đại Ngụy, đứng trước mặt cha ta, không để ông ấy gả ta cho Lâm Thiên. Diệp Huyên ngạc nhiên. Sở dĩ Diệp Huyên nhúng tay vào chuyện của Ngụy Lam là vì hắn biết thư viện Quan Huyên không thể không quan tâm đến những gì xảy ra ở phàm giới. Giữa bị động ăn đòn và chủ động đánh ra, hắn lựa chọn cái sau. Muốn đứng vững ở phàm giới. Thư viện Quan Huyên không thể chỉ dựa vào lý tưởng và đạo đức để thu phục lòng người. Sau đó, Diệp Huyên đưa Ngụy Lam trở về thư viện. Đồng thời,
tin tức Ngụy Lam từ hôn cũng nhanh chóng lan truyền khắp phàm giới. Việc nàng ta từ hôn, hơn nữa còn gia nhập thư viện Quan Huyên không khác gì một cái tát vào thể diện Đại Ngụy và Liên minh Ngân Hà. Nhưng điều đáng nói là tuy bị mất mặt đến vậy nhưng Đại Ngụy hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. Ngụy Nguyên miệng nói đuổi Ngụy Lam ra khỏi Đại Ngụy nhưng thực chất lại không làm vậy. Rất nhiều người phản đối Ngụy Lam không ngừng đề cập đến việc này nhưng đều bị ông ta ép xuống. Kết quả sau cùng chính là Ngụy Lam tuy đã ly khai Đại Ngụy nhưng vẫn không bị Ngụy Nguyên tước đi thân phận điện hạ. Ít nhất tạm thời là vậy. Liên minh Ngân Hà. Bên bờ sông nọ, Tiêu Thanh cười hỏi Ngụy Nguyên huynh muốn giấu chiêu sao? Suy nghĩ của Ngụy Nguyên đương nhiên không qua được mắt gã. Ông ta không đuổi Ngụy Lam ra khỏi Đại Ngụy, hiển nhiên là muốn giữ lại một đường lui sau cùng. Ngụy Nguyên lắc đầu, dù sao cũng là con gái ta, Tiêu huynh à. Ta nuôi dưỡng nó suốt bao năm, sao có thể ra tay quá tuyệt tình cho được. Tiêu Thanh chỉ cười cười. Ngụy Nguyên tiếp tục, nàng không sai, người sai là Diệp Huyên. Chính hắn đã lừa Tiểu Lam. Ông ta nhìn Tiêu Thanh, Tiêu huynh biết gì không, tên Diệp Huyên đó có bút đại đạo. Có bút đại đạo. Lời này khiến Tiêu Thanh nhíu mày. Việc Diệp Huyên có bút đại đạo trong tay quả thật khiến gã bất ngờ. Ngụy Nguyên cứ thế nhìn Tiêu Thanh, không nói lời nào. Một hồi sau, Tiêu Thanh mở miệng, bút đại đạo đó là giả. Ngụy Nguyên sửng sốt. Tiêu Thanh lặp lại, là giả. Ngụy Nguyên hạ giọng, nếu là thật thì sao? Tiêu Thanh cười, chỉ có thể là giả. Chân mày Ngụy Nguyên nhíu quặp lại theo những lời này. Tiêu Thanh nhìn ông ta, huynh hiểu ý ta chứ? Đương nhiên Ngụy Nguyên hiểu được. Nếu thế nhân biết bút đại đạo trong tay Diệp Huyên là thật thì tình hình sẽ vô cùng bất lợi với bọn họ. Tuy chủ nhân bút đại đạo đã lâu rồi không xuất hiện lại nhưng vẫn rất có danh tiếng ở phàm giới. Nếu để thế nhân biết bút đại đạo đang nằm trong tay Diệp Huyên thì hắn sẽ được vô số người ủng hộ. Vì vậy, cho dù cây bút đó có là thật thì bọn họ cũng không thể thừa nhận. Lại nghe Tiêu Thanh nói, Ngụy Nguyên huynh, ta phải cho huynh biết, Diệp Huyên kia tuyệt đối không phải người được chủ nhân bút đại đạo lựa chọn. Ngụy Nguyên thu hồi dòng suy nghĩ, hỏi lại, vì sao huynh nói thế? Tiêu Thanh cười, thứ nhất, hắn không phải người thiên mệnh, thứ hai, hắn không phải người của hệ Ngân Hà. Huynh cũng đến từ nơi khác, vì vậy có rất nhiều chuyện huynh không biết rõ. Người thiên mệnh chân chính chỉ có thể là người từ hệ Ngân Hà. Ngụy Nguyên không khỏi liếc mắt xem thường. Con mẹ nó chứ. Hệ Ngân Hà của các ngươi thì ngon lắm à. Nhưng vì đang liên minh nên ông ta không nói ra. Giờ phút này mà lại kỳ thị nơi sinh thì không phải hành động lý trí cho lắm. Tiêu Thanh cười, hành động của Diệp Huyên cho thấy hắn đã xem chúng ta như kẻ địch, đã vậy thì chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Làm cho thư viện Quan Huyên và hắn biến mất khỏi thế gian này đi thôi. Ngụy Nguyên vẫn còn giữ lại chút thận trọng, nhưng bút đại đạo kia là thật. Ông ta muốn nhắc nhở Tiêu Thanh rằng không phải chỉ cần bọn họ không chịu thừa nhận thì bút đại đạo kia là đồ giả. Bút đại đạo là thật, chứng tỏ Diệp Huyên và chủ nhân bút đại đạo chắc chắn có quan hệ nào đó. Tiêu Thanh liếc nhìn Ngụy Nguyên, là thật thì đã sao? Ngụy Nguyên hạ giọng, có nghĩa là hắn và chủ nhân bút đại đạo có liên quan đến nhau. Huynh không cho rằng chúng ta nên thận trọng sao? Tiêu Thanh lắc đầu cười, ta nói thật với huynh, chúng ta đã tìm được nhân vật chính thực thụ rồi. Ngụy Nguyên cau mày, nhân vật chính. Tiêu Thanh nghĩ ngợi một hồi mới đáp, chính là người thật sự được chủ nhân bút đại đạo lựa chọn. Ngụy Nguyên im lặng. Tiêu Thanh hẳn đang nhắc đến người thiên mệnh trong truyền thuyết. Có điều Diệp Huyên tuy không phải người thiên mệnh nhưng hắn lại có bút đại đạo trong tay. Tiêu Thanh tiếp tục, ta đoán rằng Diệp Huyên kia chỉ là đá kê chân cho người thiên mệnh chân chính này thôi. Cho dù là bất kỳ thời đại nào, một cường giả nổi dậy chắc chắn cũng phải có vô số kẻ làm nền. Về việc bút đại đạo trong tay hắn, cũng không đại diện được điều gì, bởi hắn rốt cuộc vẫn không có khí vận thiên mệnh. Mặc kệ quan hệ giữa hắn và chủ nhân bút đại đạo là gì, chúng ta cũng không cần phải kiêng kỵ. Nói khó nghe một chút, tu sĩ chúng ta tu luyện vốn đã là đi ngược lại ý trời, nếu cứ sợ bóng sợ gió, sợ đông sợ tây thì còn tu luyện gì nữa. Vả lại. Nói đến đây, gã hơi bĩu môi, bút đại đạo ấy mà, ai mạnh người ấy có.
hắn cho rằng lấy nó ra thì có thể khiến kẻ khác biết sợ mà lui ư. Không, hành vi này thật sự vô cùng ngu xuẩn, bởi nó sẽ dẫn dắt vô số người chú ý đến bút đại đạo. Mà hắn, hiện giờ chỉ mới đến thần đạo cảnh. Ngụy Nguyên rơi vào im lặng, ông ta cũng đột nhiên nghĩ đến, Diệp Huyên quả thật mới chỉ đạt tới thần đạo cảnh mà thôi. Tiêu Thanh tiếp tục, bút đại đạo là một siêu thần khí của chủ nhân bút đại đạo, tất cả chức năng đặc biệt. Nếu nó nằm trong tay một bá chủ viễn cổ, mọi người có lẽ sẽ còn kiêng kỵ, nhưng khi nó nằm trong tay một thần đạo cảnh, sẽ không ai kiêng kỵ, chỉ có thèm muốn. Ngụy Nguyên nhìn gã Tiêu Huynh cũng vậy. Tiêu Thanh cười, ta muốn, nhưng sẽ không đi tranh giành một hòn than bỏng tay như nó, sẽ có người khác đến giành. Ngụy Nguyên nghe vậy thì không nói gì nữa. Tuy trực giác ông ta vẫn đang nói rằng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Nhưng thấy Tiêu Thanh ra vẻ thong dong đến thế, ông ta cũng thư giãn đôi phần. Tiêu Thanh nói đúng, người của Liên minh Ngân Hà cũng đến từ hệ Ngân Hà như chủ nhân bút đại đạo, vì vậy họ càng có tư cách đại diện cho y. Đưa Ngụy Lam về thư viện rồi, Diệp Huyên sắp xếp cho nàng ta ở văn viện. Nơi này hiện đang thiếu thốn nhân sự, mà năng lực cực cao của Ngụy Lam lại có thể giúp đỡ rất nhiều việc. Sau khi gia nhập thư viện, Ngụy Lam cũng nhanh chóng điều chỉnh thân phận, toàn lực trợ giúp Diệp Huyên xây dựng nơi này. Bên trong thư viện, Diệp Huyên nằm trên ghế, kế bên là Thiên Trần. Thiên Trần đứng đó với vẻ mặt cung kính. Bởi vì Diệp Huyên đã đạt đến vô đạo cảnh. Nói cách khác, bất kỳ bá chủ viễn cổ nào hiện nay đều là rác rưởi khi đứng trước hắn. Nhưng người ngoài lại cho rằng hắn chỉ mới đến thần đạo cảnh mà thôi. Diệp Huyên đọc tư liệu một hồi rồi hỏi Thiên Trần, vậy là ở hư vô chi địa sẽ có rất nhiều bá chủ viễn cổ. Thiên Trần gật đầu, những bá chủ căn bản đều ở nơi đó, đúng hơn là những người có đủ tài nguyên tu luyện đều sẽ đến đó. Tài nguyên tu luyện. Diệp Huyên nhìn Thiên Trần. Người này trước đó tiêu diệt Đan Tông có lẽ cũng vì những tài nguyên tu luyện thời viễn cổ. Nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Thiên Trần chợt hỏi, cậu muốn đến hư vô chi địa? Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời thì chưa. Ta phải xây dựng thư viện cho vững đã, những việc khác khoan hãy vội. Thiên Trần khẽ gật đầu với hắn, tốt. Đúng lúc này, Ngụy Lam bất ngờ xuất hiện cạnh Diệp Huyên. Thấp giọng nói, có chuyện rồi. Diệp Huyên nheo mắt lại, nói. Ngụy Lam, đã có một số học viên ở bên ngoài bị sát hại. Bị sát hại. Ánh mắt Diệp Huyên trở nên lạnh buốt, Đại Ngụy hay Liên minh Ngân Hà. Ngụy Lam, vẫn chưa xác định, còn đang điều tra. Diệp Huyên khẽ cười, không cần, chỉ có thể là chúng chứ không ai khác, đến Liên minh Ngân Hà. Ngụy Lam nhìn hắn, Liên minh Ngân Hà. Diệp Huyên gật đầu, rồi hắn lập tức bật dậy. Ngụy Lam nói, ta đi theo ngươi. Diệp Huyên nhìn nàng ta, được. Đương lúc ba người định rời đi thì thấy một chùm sáng trắng hiện ra trên bầu trời thư viện Quan Huyên. Khi nó tản đi, một người thanh niên trẻ tuổi xuất hiện trước mặt họ. Thấy y là ai? Ngụy Lam nhíu mày, Lâm Thiên. Diệp Huyên nhìn sang, là đối tượng đính hôn trước đó của cô. Ngụy Lam gật đầu. Diệp Huyên nhìn lên, Lâm Thiên khẽ cười, người chính là Diệp Huyên. Hắn gật đầu, phải. Lâm Thiên, thật ra cái đám cưới với Đại Ngụy cũng chỉ là mấy thứ vụn vặt chẳng đáng để ta xem trọng, nhưng nói thế nào đi nữa thì Ngụy Lam cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của ta, vậy mà bây giờ lại dứt khoát từ hôn, gia nhập thư viện Quan Huyên. Y cười một tiếng, chẳng phải đang tát vào mặt ta sao? Diệp Huyên nhìn y, ta chỉ mời nàng gia nhập thư viện. Không có nghĩa là nàng mất đi tự do. Nếu nàng ta thật sự thích ngươi thì hai người có thể ở bên nhau, ta tuyệt đối không ngăn cản. Ngụy Lam nói ngay, ta không có hứng thú với y. Lâm Thiên cười, ta cũng không có hứng thú với cô, nhưng đã là vị hôn thê trên danh nghĩa tức là người của ta. Ta không cần, không có nghĩa kẻ khác có thể có. Y nhìn Diệp Huyên, ta sẽ đưa nàng ta đi ngay trước mắt ngươi. Ngươi là cái thá gì? Thiên Trần đột ngột mở miệng, vung tay làm động tác chảo về phía Lâm Thiên. Uỳnh! Một chiêu này mang theo một luồng sức mạnh khổng lồ nhào đến chỗ Lâm Thiên. Nhưng y vẫn giữ vẻ bình tĩnh ở nơi chân trời. Khi luồng sức mạnh sắp sửa tiếp cận, bỗng có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt y.
Người đó vung tay lên. Oanh! Luồng sức mạnh tan thành mây khói. Người này chính là minh chủ liên minh Ngân Hà Tiêu Thanh. Tiêu Thanh cười nói với Thiên Trần, ỷ lớn hiếp nhỏ không tốt đâu. Thiên Trần lại im lặng lùi ra sau lưng Diệp Huyên. Tiêu Thanh lại cười, Diệp công tử, hôm nay ta không đến đây để nói vòng vo, mà sẽ làm cho thư viện Quan Huyên hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Khóe môi gã cong lên, không ngại chứ. Vừa dứt lời, đã có hai lão già xuất hiện ở chân trời. Đều là hai bá chủ viễn cổ. Diệp Huyên bỗng nhìn sang Thiên Trần, ông nói bá chủ viễn cổ sẽ không tùy tiện ra tay mà. Thiên Trần ngẫm nghĩ một phen, bọn họ sẽ tự áp chế cảnh giới. Diệp Huyên lầm bầm, vậy là họ nhất định sẽ áp chế cảnh giới, nhưng mà... mình thì không cần, với lại cảnh giới mình cao hơn họ, bắt nạt người ta như vậy hình như không được hay cho lắm. Thiên Trần. Tuy các bá chủ viễn cổ không phải là không thể xuất hiện ở bên ngoài, nhưng theo lời Thiên Trần, để làm vậy thì họ phải tự áp chế cảnh giới của bản thân. Chưa kể không thể hành động thoải mái. Lại còn phải chịu rất nhiều hạn chế. Nhưng Diệp Huyên lại không phải chịu. Hơn nữa mấy bá chủ này chỉ mới đến chi đạo cảnh, còn hắn đã là vô đạo cảnh. Nếu bọn họ còn phải áp chế cảnh giới thì có gì để đánh với hắn nữa? Thiên Trần càng nghĩ càng thấy sởn tóc gáy. Vị Diệp thiếu này đúng là vô địch mà. Tiêu Thanh đứng ở nơi xa chợt cười, Diệp công tử cũng là yêu nghiệt trong thế hệ trẻ. Chúng ta đông người ức hiếp các ngươi quả thật không nên, đã vậy thì ngươi hãy đấu một chọi một với Lâm Thiên xem thế nào. Một chọi một. Diệp Huyên liếc Lâm Thiên, ta đánh với y. Tiêu Thanh gật đầu, Lâm Thiên đã đến thần chi cảnh nhưng có thể áp chế xuống thần đạo để không bị nói là ức hiếp ngươi, ngươi thấy sao? Diệp Huyên gật đầu, được, thế là công bằng. Thiên Trần nghe vậy thì nhìn hắn đầy kinh ngạc. Ở chân trời, Lâm Thiên bắt đầu áp chế cảnh giới. Y nhanh chóng đi từ thần chi cảnh xuống còn thần đạo cảnh. Tiêu Thanh nhắc nhở, đừng khinh suất. Lâm Thiên gật đầu, ta biết. Rồi y chậm rãi bước xuống, nói với Diệp Huyên, người ra tay đi. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, hay người ra tay trước đi. Lâm Thiên cười, vì sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta mà ra tay là ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lâm Thiên ngẩn ra trước khi cười lớn, ngươi nói thật đấy à? Diệp Huyên gật đầu. Thế là Lâm Thiên dừng bước, nhìn thẳng vào hắn, vậy ra tay đi, để ta xem ngươi sẽ làm gì để ta không có cơ hội. Phập! Nào ngờ vừa dứt lời, y đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua trán. Bốn bể nháy mắt lặng phắc như tờ. Kết thúc rồi, nụ cười trên môi Tiêu Thanh động lại, đôi mắt nhìn Diệp Huyên đầy khó tin. Giết trong nháy mắt, Lâm Thiên cứ thế mà bị hắn giết. Hai bá chủ viễn cổ còn lại cũng không khỏi nhìn Diệp Huyên. Tốc độ ra chiêu của hắn ban nãy khiến họ cả kinh. Kiếm quá nhanh. Mà Ngụy Lam thì nhìn hắn với vẻ hưng phấn trong mắt. Diệp Huyên càng chứng minh mình bất phàm, nàng ta tất nhiên càng phấn khích. Bên kia, Lâm Thiên đã ngây ra như phỗng. Y hoàn toàn không ngờ rằng mình còn chẳng thể đỡ nổi một kiếm của Diệp Huyên. Y còn chưa dùng đến bàn tay vàng của mình mà. Diệp Huyên chợt quay sang nói với Tiêu Thanh, còn muốn một chọi một nữa không? Tiêu Thanh trừng trừng nhìn hắn, ngươi che giấu cảnh giới. Diệp Huyên cười, ta chưa từng nói ta là thần đạo cảnh. Tiêu Thanh hạ giọng, ngươi ít nhất cũng là thần chi cảnh. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, ta là thần chi cảnh. Đồ cháo trở. Lâm Thiên còn chưa chết hẳn nghe vậy thì quát lên, đã là thần chi cảnh mà còn bắt ta áp chế cảnh giới. Thứ mặt dày vô sỉ. Diệp Huyên chân thành nói, ta bắt các ngươi áp chế hồi nào. Các ngươi tự muốn áp chế thì ta làm gì được. Ngươi. Lâm Thiên phẫn nộ vung tay chỉ vào hắn, nhưng chưa kịp nói gì thì kiếm Thanh Huyên đã run lên. Quỳnh. Y lập tức bị xóa sổ. Diệp Huyên, đã bị kiếm cắm xuyên qua đầu mà còn mạnh miệng, ta thật sự không biết ngươi đang nghĩ cái gì nữa. Lâm Thiên. Tiêu Thanh chợt mở miệng, giả heo ăn thịt hổ. Diệp Huyên nhìn gã, ta thấy ngươi cứ dán mắt vào bút đại đạo này, muốn có nó à? Tiêu Thanh cười khẽ, ta không có hứng thú với một cây bút giả. Diệp Huyên, giả. Tiêu Thanh nhìn hắn, chỉ là thứ đồ giả mà thôi.
Diệp Huyên cười cười, được thôi. Sau đó quay sang hai bá chủ viễn cổ còn lại, chẳng lẽ các người không nhìn ra cây bút này là thật hay giả sao? Hai lão già nghe vậy thì đanh mặt lại. Đương nhiên họ đã nhìn ra. Cây bút này chắc chắn là hàng thật. Nhưng họ lại theo phe liên minh Ngân Hà. Diệp Huyên cười, thật ra ta rất ghét cái kiểu không nói gì đã đánh đánh giết giết. Ta tốt xấu gì cũng là người có học, phải tỏ ra mình có học thức. Ta thấy làm như vậy không tốt, nên ta muốn nói lý lẽ với các người. Hắn giơ bút đại đạo lên, phàm là người có chút đầu óc đều biết cây bút này trong tay ta có ý nghĩa thế nào, nhưng các người vẫn nhằm vào ta. Ta đề nghị các người đi khám bệnh, não là thứ rất quan trọng, tuyệt đối đừng làm mất. Một lão già hỏi lại, bút đại đạo trong tay ngươi thì thế nào? Nó nói rằng ngươi là truyền nhân của chủ nhân bút đại đạo ư? Diệp Huyên cười, ta đã nói thẳng là ta bật hack rồi mà các người cứ một hai đòi đánh. Thật sự không biết phải làm sao luôn. Thiên Trần nhìn hai lão già kia, cũng cảm thấy câm nín từ tận đáy lòng. Không sai. Diệp Huyên không khác gì gian lận cả. Mà sao hai người này cứ nhất quyết phải đánh với hắn? Chẳng lẽ thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Tiêu Thanh đứng ở một bên bỗng nói, Diệp Huyên, chúng ta đã sống qua mấy chục nghìn năm, người đừng hòng dùng dăm ba lời xảo trá lừa gạt. Muốn chúng ta cúi đầu xưng thần thì đừng khua môi múa mép, dùng thực lực đi. Diệp Huyên nhìn gã, được, ta đã nói mà không nghe thì dùng vũ lực vậy. Hắn nhìn ba người kia một lượt, cười nói, ba người cùng lên hay từng người một? Ta đề nghị lên hết một lượt. Tiết kiệm thời gian. Ngụy Lam nghe vậy thì trợn to hai mắt. Một mình khiêu chiến ba bá chủ viễn cổ. Quá ngông cuồng. Đây là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu nàng ta. Không chỉ Ngụy Lam mà Tiêu Thanh và hai người kia đều ngẩn ra. Họ không ngờ Diệp Huyên sẽ khiêu chiến họ như vậy. Họ dù sao cũng là bá chủ viễn cổ, tuy không thể dùng toàn bộ thực lực nhưng người thường làm sao có thể so sánh với họ. Chỉ có Thiên Trần giữ vẻ bình tĩnh. Bởi vì ông ta biết sức mạnh thật của Diệp Huyên, hắn thật sự chỉ đang nói khoác sao? Không, không hề. Lấy sức mạnh hiện nay của Diệp Huyên, bá chủ viễn cổ thật sự không đủ để hắn đặt vào mắt. Chợt nghe Tiêu Thanh cười một tiếng, người bảo ba chúng ta cùng lên. Diệp Huyên gật đầu. Tiêu Thanh, thú vị đấy. Diệp Huyên bỗng nhiên biến mất. Xoẹt. Một tia kiếm quang lóe lên. Đồng tử Tiêu Thanh bỗng nhiên rụt lại, sắc mặt thay đổi trong giây lát. Bởi gã cảm nhận được nguy hiểm. Vào giây phút Diệp Huyên rút kiếm, mọi sự xem thường của gã đều tan biến. Gã không thèm để ý quy tắc hay trật tự gì nữa, lập tức xoay tay phải, tung ấn về trước. Một lượng sức mạnh khổng lồ như sóng triều ùa ra từ tay gã, khiến đất trời sôi trào trong nháy mắt. Có lẽ chỉ một trường ấy là đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng khi mũi kiếm của Diệp Huyên đâm tới, luồng sức mạnh kia tan biến trong phút chốc. Dưới ánh nhìn của mọi người, kiếm Thanh Huyên trực tiếp đâm thủng trán Tiêu Thanh. Gã bị đóng đinh tại chỗ, không tài nào cựa quậy. Những người khác ngây ra như bị sét đánh. Ngụy Lam nhìn Diệp Huyên với đôi mắt trợn tròn, đầu óc trống rỗng. Ngay cả bá chủ viễn cổ mà cũng không đỡ được một kiếm của hắn ư. Hai bá chủ còn lại cũng hóa đá tại chỗ. Tiêu Thanh là một bá chủ viễn cổ. Vậy mà không đỡ được một kiếm của Diệp Huyên. Sao có thể là thật được? Tiêu Thanh thẳng thốt nhìn Diệp Huyên, ngươi. Hắn chỉ cười đáp, lên đường vui vẻ nhé. Thấy hắn chuẩn bị ra tay, Tiêu Thanh cuống quýt la lên, khoan đã. Nhưng Diệp Huyên không hề chần chừ, vung kiếm chém ra. Phập! Đầu của Tiêu Thanh văng ra dưới cặp mắt của bao người. Máu phun như suối. Kiếm Thanh Huyên cũng hấp thu toàn bộ linh hồn gã trong nháy mắt. Hai lão già còn lại biến sắc khi chứng kiến cảnh này. Tiêu Thanh bị xóa sổ rồi. Một bá chủ viễn cổ cứ thế mà bị tiêu diệt. Diệp Huyên vươn tay, để nhẫn chứa đồ của Tiêu Thanh bay đến. Hắn nhìn vào bên trong, khóe môi khẽ vểnh lên trước khi nhìn sang hai lão già còn lại. Thấy ánh mắt hắn bắn tới, sắc mặt hai lão trắng bệch như vội. Một trong hai bỗng nói, Diệp Thiếu, chúng ta đến đây không có ác ý gì. Diệp Huyên, ông nói không là không à. Lão già tái mét,
chợt nghe Thiên Trần đứng một bên lên tiếng, còn được ra đó làm gì? Mau đầu hàng đi, Diệp Thiếu đang xây dựng thư viện, cần chiêu mộ nhân tài, các ngươi gia nhập ngay thì tiền đồ rộng mở. Hai người kia thoáng ngẩn ra rồi vội kính cẩn đáp, Diệp Thiếu, chúng ta bằng lòng gia nhập thư viện Quan Huyên, làm trâu làm ngựa vì cậu. Diệp Huyên nhìn bọn họ, không nói gì. Hai người kia thấy vậy thì sắc mặt kém đi, vội vàng nhìn Thiên Trần. Ông ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, hai bá chủ viễn cổ vẫn là có giá trị. Diệp Huyên bèn cười, vậy được xem như ta nể mặt ông. Thiên Trần ngạc nhiên một phen, nơm nớp đáp, đa tạ Diệp Thiếu. Diệp Huyên nể mặt ông ta, Thiên Trần không khỏi có chút hoảng hốt trước sự ưu ái này, nhưng càng nhiều hơn chính là bất ngờ. Bởi ông ta không nghĩ rằng Diệp Huyên lại xem trọng mình đến vậy. Diệp Huyên nói với hai người kia, vậy thì đến phục vụ cho thư viện của ta đi. Hai người mừng rơn trong lòng, lập tức hành lễ tuân lệnh. Diệp Huyên gật đầu, vừa nhấc chân định rời đi thì thấy chân trời đằng xa nứt ra, một luồng khí tức khủng khiếp ùa tới. Oanh! Bầu trời phía trên thư viện Quan Huyên ngay tức khắc sôi lên sùng sục. Cùng lúc đó là từng luồng uy áp cuồn cuộn ập xuống như sóng thần, đi kèm là hàng loạt tia chớp thắp sáng bầu trời đến lóa mắt. Diệp Huyên chỉ ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói, ai đang ra vẻ đấy? Dưới ánh nhìn tò mò chòng chọc của mọi người, một người đàn ông mặc trang phục trắng xuất hiện. Nhìn thấy người này, Diệp Huyên trước tiên nhíu mày, sau đó quay sang ông lão bá chủ viễn cổ cạnh bên. Ông ta do dự lắc đầu, ta không biết người này. Không biết. Diệp Huyên nhìn người áo trắng kia, đang định mở miệng thì thấy y bất ngờ biến mất. Xoẹt. Thời không phía trên hắn nứt ra, để một tia thần lôi giáng xuống. Người kia trực tiếp ra tay. Diệp Huyên điềm tĩnh vung lên, phóng kiếm Thanh Huyên lên cao. Uỳnh. Tia chớp kia hóa thành cho bụi. Đúng lúc này, một bóng người mờ ảo thoát cái hiện ra trước mặt Diệp Huyên, mang theo vô vàn tia chớp nhấn chìm hắn trong nháy mắt. Thiên Trần đứng một bên cũng phải nheo mắt lại, cảm thấy đôi phần hoảng sợ. Sức mạnh của người này cực kỳ cao. Bỗng nhiên chùm tia chớp kia phát nổ vỡ toang, sau đó là tiếng kiếm minh vang lên và một cái bóng trắng liên tục thối lui. Lùi lại mấy nghìn trượng rồi, người đó mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên với hai mắt tràn ngập hưng phấn. Diệp Huyên hỏi, người của Liên Minh Ngân Hà. Người đàn ông cười đáp, phải. Đoạn y vươn tay, gọi một mảnh ngọc bội xuất hiện. Y hỏi Diệp Huyên, có biết vật này không? Diệp Huyên nhìn ngọc bội rồi lắc đầu. Nhưng Thiên Trần lại biến sắc, là đạo ngọc trong truyền thuyết. Đạo ngọc. Hai bá chủ viễn cổ còn lại nghe vậy cũng đồng loạt biến sắc kịch liệt. Diệp Huyên không khỏi tò mò, đạo ngọc là thứ gì? Thiên Trần thấp giọng nói, là thần vật đứng đầu phàm giới do chủ nhân bút đại đạo để lại. Ban đầu y tạo ra 6 món, đạo ngọc này chính là món đứng đầu. Sở hữu đạo tắc đại đạo chí cao vô thượng ở phàm giới. Ông ta nhìn Diệp Huyên, dưới đạo tắc này, bất kỳ ai ở bất kỳ cảnh giới nào cũng sẽ bị áp chế xuống tận 3 cảnh giới. Nói cách khác, vật này chính là một công cụ gian lận. Áp chế 3 cảnh giới. Thông tin này khiến Diệp Huyên cau mày. Đột nhiên, người đàn ông áo trắng ở xa khởi động đạo ngọc. Uỳnh. Một luồng khí tức khổng lồ tràn ra từ mảnh ngọc bội. Đồng thời, hàng loạt bùa chí bí ẩn xuất hiện khắp thiên địa. Không lâu sau, Diệp Huyên và những người khác đều cảm nhận được khí tức của mình đang trôi dần đi. Tình cảnh này khiến Thiên Trần biến sắc. Diệp Huyên nhìn đạo ngọc, hỏi tiểu bút, huynh có biết thứ đó không? Bút đại đạo, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, nó là do chủ nhân của huynh tạo ra mà huynh không biết. Sau một hồi im lặng. Bút đại đạo mới nói, nó được chủ nhân tạo ra ở thế giới này, chỉ có tác dụng ở vũ trụ này, ở nơi khác thì sẽ bị giảm đi nhiều. Nói ngắn gọn lại thì ta nằm ở trung tâm quyền lợi, nó ở vòng ngoài, hai chúng ta không chung một chỗ, hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi, vậy huynh giải quyết nó được không? Bút đại đạo, không. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Bút đại đạo, ta không biết nó cũng không quen ta. Diệp Huyên câm nín. Má nó. Cái cây bút này còn không đáng tin hơn tiểu tháp nữa. Thứ gì đâu không? Lúc này,
cảnh giới của Diệp Huyên và những người khác đang bắt đầu bị áp chế. Diệp Huyên nhìn đạo ngọc, lớn tiếng nói, người được chủ nhân bút đại đạo để lại, ắt phải có linh trí, đã vậy vì sao còn giúp đỡ kẻ ác. Mảnh ngọc bội kia chợt chấn động, sau đó có giọng nói vọng ra, vì y là người bảo vệ thế giới này được chủ nhân lựa chọn. Người bảo vệ. Diệp Huyên nhíu mày, còn sắc mặt thiên trần thì kém đi trông thấy, người bảo vệ đây đang nói về người bảo vệ thế giới, hầu như mỗi một vũ trụ đều sẽ có một người như vậy. Những người này do chủ nhân bút đại đạo lựa chọn, vì vậy cũng được gọi là người thiên mệnh. Diệp Huyên nghe vậy thì hiểu ra, thì ra là người thiên mệnh, mỗi vũ trụ đều sẽ có một người như vậy, thế thì xem ra người thiên mệnh cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhìn đạo ngọc trong tay người đàn ông áo trắng kia, vậy ngươi biết ta là ai không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 230.